Alo alo, nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Nay có tặng iPad không? Có em. Nhà chẳng có gì ngoài iPad. Các bạn thích tặng iPad thì thầy tặng luôn đi. Nhà ngoài iPad ra chả có gì cả các bạn ạ. Thế các bạn thấy thích một người anh trai như vậy à? Không, anh trai thì hơi quá. Các bạn có thích một người chú như vậy không? Có một người chú mà nhà toàn iPad xong rồi thích thì cho các em không? Các bạn chả thích quá còn gì nữa đúng không? Nào, thế chào thầy chưa mà đã lấy iPad nào. Thôi iPad thôi, lấy laptop làm gì? Ok, chào các em nhá. Alo các em, chào 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 các bạn nhá. Rồi. Nào đọc cái comment nào. Chào Lê Huyền nhá, chào Thùy Trang Đinh nhá. Hoài An chưa thấy ai có iPad đã đầy em ơi, nhiều lắm. Mấy bạn được iPad nhiều lắm các bạn ạ, nhiều kinh nghiệm được ấy. Chẳng qua là các em không biết đấy các bạn đi thôi, chứ một tuần thầy phải ship được phải 7 cái iPad các bạn ạ. Một tuần phải ship 7 cái iPad. Đề thi bao giờ? Thi cách đây cũng mấy tuần rồi. Hôm nay thì thầy thông báo với các bạn là thầy làm chuỗi các đề của sở để các bạn lấy 9 điểm. Thì thầy lấy đề sở Nghệ An ra làm ví dụ đầu tiên nhá. Thế hôm nay là buổi 1 nhá. Thế cho các em thầy cho các em chọn buổi 2 các bạn thích thầy chữa đề của sở nào nào. Nào. Hôm nay là buổi 1 của Nghệ An, tôi thầy cứ lấy Nghệ An ra Quế Bác nhá để làm buổi 1. Thế bây giờ các em muốn buổi 2 là thầy lấy đề của tỉnh nào nào? Các em comment giúp thầy để thầy lấy tỉnh đấy thì thầy chữa cho các em nào. Chữa hết toàn quốc luôn cũng được nhá. Nào, Hải Phòng hôm nọ vừa chữa rồi. Hải Phòng lần à, gần mới thi à? Thôi, Hải Phòng chữa một lần thôi. Lần 2, lần 3, lần 4 thì thôi các bạn, chữa một lần thôi. Nào, tỉnh gì các bạn? Nam Định, Thanh Hóa. Rồi. Thế thì những bạn nào Nam Định là bao nhiêu nhỉ? Nam Định là số mấy? 18 à? Đúng không nhỉ? Nam Định là số bao nhiêu nhỉ? Thầy quên mất rồi. Quảng Ninh, Thái Bình. Rồi. Bắc Giang. Quảng Ninh, Thái Bình. Đây, thôi được cho các bạn chọn 3 tỉnh này nhá. Bây giờ các em comment giúp thầy số của Nam Định là bao nhiêu? 14 à? Nam Định bao nhiêu nhỉ? Lâu không về Nam Định chơi quên bố nó rồi. 18 Nam Định đúng không? Lâu lâu không đi Nam Định. Hồi còn trẻ thì đi Nam Định nhiều lắm các bạn. Hồi còn trẻ thì hôm nào rảnh phát là thầy lại xuống biển ở Nam Định luôn mà các em. Thì hồi đấy đi Nam Định nhiều lắm về quên bố nó Nam Định biển bao nhiêu rồi. 18 thì phải, hình như nhớ mang mang thế. Bắc Giang bao nhiêu nhỉ? Nếu mà bạn nào mà thích chơi này Nam Định nhá, các bạn comment thầy số 18 nhá. Hình như thế đúng không? 18 à, ok. Thế còn Bắc Giang là bao nhiêu nhỉ? Bắc Giang bao nhiêu? Chưa đi Bắc Giang bao giờ, chưa đến Bắc Giang bao giờ. Bắc Giang số bao nhiêu nhỉ? Sao lại chữa cả 3 buổi 2 thì chỉ chữa được một trong 3 đề thôi. Bắc Giang là 98 à? 98 à? Ok. Thanh Hóa là bao nhiêu nhỉ? 98, ok, rồi. Thanh Hóa. Xem mà, 4 đi. Vĩnh Phúc nhá. Rồi, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc luôn nhá. Nào bây giờ thầy xem ai ở đây nhiều nhiều nhất thì thầy sẽ chọn làm buổi 2 nào. Còn các đề còn lại là buổi 3, buổi 4, buổi 5, buổi 6 mà. Mình đâu đây có khoảng chục buổi nhá. Hay chục buổi đi, chục 20 buổi đi. Rồi, Vĩnh Phúc là bao nhiêu? 88 à? 88 à? Rồi. Thế này đúng không? Vĩnh Phúc là 88 à hay là gì? Rồi ok. Thế thì các bạn thích đề nào nào? Tí nữa thầy sẽ lục lại comment nhá. Tí nữa thầy sẽ lục lại comment thì thầy xem số nào nhiều nhất thì thầy sẽ chọn làm buổi 2 nhá. Còn số nào nhiều thứ hai thì thầy sẽ chọn làm buổi 3 nhá. Còn tiếp theo cứ thế được chưa? Rồi ok. Đấy thì bây giờ chúng ta đã có một cái list ở đây rồi. List ở đây rồi. Đấy. Rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ vào việc của đề Nghệ An đã. 37 nhé. Bạn nào có bạn nào ở 37 không nhỉ? Các bạn comment thầy số 37 cái nhỉ. Đấy thì thực ra thì thầy cũng muốn clip lâu rồi nhưng dạo này là thầy hơi bận công việc nhà cửa các bạn. Hôm nay thầy bận công việc nhà cửa cho nên là khó không không clip vào cho các em, mệt quá. Dạo này hôm qua đi thế là gặp một cái người mà người ta khoảng 1 tháng không gặp mình. Thế người ta bảo là ui trời ơi, sao anh Chí trông gầy thế này. Các bạn biết là thầy từ các bạn biết số đo của thầy tối gì? Cao 1m85, tức là nặng 82 kg. Đấy. Đây là số đo trước khi mà thầy bận việc.
Còn bây giờ sau khi bận việc xong, các bạn hình dung là thầy chỉ còn có 1m82 ạ. Và chỉ còn có 70 cân. Đấy các bạn thấy khổ không? Thì hôm qua đấy có một người người ta nhìn bảo: "Ui anh Chí ơi, anh sụt cân một cách nghiêm trọng luôn các bạn, sụt cả chiều cao luôn." Các bạn thấy bận bận đến cái mức đấy cơ mà. Các em tưởng tượng. Thế thì bây giờ thì thôi, bây giờ mới có gọi là một chút sức lực tí để chữa đề cho các em nhá. Thì mong là các em thông cảm. Thì từ bây giờ đến cuối năm thì đến khi các em thi thì thầy sẽ cố gắng chữa thật là nhiều, được chưa? Thì thầy sẽ cố gắng chữa thật là nhiều. Sợ tip giảm cân là giảm cân thì em cứ kiểu làm việc nhiều vào và đừng ăn cơm nữa là được các bạn. Chứ các em cứ một ngày ngủ tầm 3 tiếng thì ngủ tầm 13 tiếng thì làm sao mà giảm cân được. Vất vả mà. Rồi, khổ lắm các bạn. Thế thì thầy xin phép giới thiệu là trong giai đoạn cuối này chúng ta chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa đúng không? Khoảng 25 ngày nữa để chúng ta bên nhau để chúng ta ôn thi nốt. Thì thầy như hàng năm thì thầy xin giới thiệu chuỗi dành cho những bạn học sinh thuộc các nhóm sau. Đầu tiên là nhóm khá, nhóm thứ hai là nhóm trung bình và nhóm cuối cùng là nhóm mất gốc. Thì chúng ta đều sẽ cố gắng để lấy được con 9 điểm nha. Thì những cái đề của các sở này thì chúng ta sẽ chỉ xoay quanh 9 điểm thôi. Còn các câu điểm 10 thì chúng ta sẽ, cái đấy là nhờ các cụ, được chưa? Thì thầy vẫn hay tư vấn là những bạn thuộc nhóm học sinh này thì các em hãy cố gắng học thật chắc kiến thức 9 điểm của thầy, bởi vì nó có form sẵn rồi, nó có form hết rồi, chỉ cần học chắc thôi là được. Rồi sau đó thì trước khi đi thi thì nhớ thắp hương. Thì phần những câu điểm 10 thì các em chỉ cần thắp hương thôi là các em sẽ làm được. Thế vì vậy là nhiệm vụ của thầy thì sẽ là cho các em 9 điểm. Còn nhiệm vụ lên 10 thì sẽ dành cho các bạn học sinh giỏi hoặc là nhiệm vụ của họ hàng tổ tiên nhà mình. Ok chưa nhỉ? Đấy nhá, phần điểm 10 nhá thì mình dành tổ tiên nhá. Ok. Đấy. Rồi. Không, bạn không thể học thầy mà lại bạn chỉ muốn 34 câu vớ vẩn. Học thầy mà 34 câu thì các bạn thôi nhá, các bạn tắt livestream luôn đi, đi thi ấy. Ít nhất là phải gọi là dốt nhất nhá thì cũng phải 40 câu nhá, dốt nhất thì cũng phải 40 câu, được chưa? Thế còn dốt vừa vừa thì cũng phải 45 câu nhá, dốt vừa thì phải 45 câu. Bây giờ mình sẽ chữa tất cả các đề thi của các tỉnh luôn, ở các sở giáo dục luôn. Thì bây giờ dốt nhất là 40 câu, phải cố gắng đi thi dốt nhất là 40 câu, còn dốt vừa được 45 câu, ok chưa nhỉ? Đấy, thế còn 50 câu thì thôi, 50 câu thì thầy bảo rồi, các em cái này là các em nhờ tổ tiên báo mộng cho đáp án nhá. Thế còn đấy, chứ mình phải thực tế một tí chứ, được chưa? Thôi hôm nay thì xin giới thiệu với các em đề sở Nghệ An, thi cách đây cũng hơi lâu rồi, thi được khoảng 2 tuần rồi. Thì hôm nay thầy mới có dịp chữa. Như vừa rồi các em biết là thầy rất là bận việc nhà. Thầy không những là thầy rất là stress, thế nó giảm cả chiều cao lẫn cả cân nặng luôn, khổ thế cơ đấy. Thế còn buổi sau thì chút nữa thì mình sẽ xem cái nào nhiều có người chọn nhất thì mình sẽ bắt đầu nhá. Ok, thế thì bây giờ các em đã sẵn sàng học chưa nhỉ? Các em đã sẵn sàng học chưa? Thì nếu mà các em đã sẵn sàng học rồi thì các bạn sẽ cho thầy xin một trái tim, một cái thả tim vào phần comment của thầy nhá. Các em có thấy cái phần comment của thầy không? Các bạn thả thầy một cái trái tim vào đó. Thôi thả vào cả livestream nữa, được không nhỉ? Đấy, sau đó thì thầy sẽ chữa một loạt. Thế các bạn có đồng ý không? Tất nhiên chúng ta còn tỉnh nữa. Nói chung ở Việt Nam mình có bao nhiêu? 63 tỉnh thành à? Thì chữa 63 đề luôn nhá. Chúng ta sẽ chữa 63 đề luôn. Đấy, hôm trước thầy chữa Hải Phòng với Hà Nội rồi. Hôm trước thầy chữa Hải Phòng với Hà Nội rồi, như vậy là chúng ta 63 trừ 2 là còn khoảng 20 đề nữa đúng không? Thì chúng ta cố gắng làm được khoảng 20 đề của 20 tỉnh nữa, thế là đẹp, chuẩn chưa nhỉ? Ok. Rồi nếu các em đã sẵn sàng cho buổi ngày hôm nay rồi thì các bạn comment thầy chữ ready nhá. Nếu các em đã sẵn sàng rồi các bạn comment thầy chữ ready. Rồi còn nếu mà các em đã muốn bắt đầu buổi ngày hôm nay rồi thì các bạn comment thầy chữ start. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chữa đề của Nghệ An. Đề này là một đề khá là cũng bình thường thôi, cũng không đến mức quá khó. Những câu vận dụng cao ở trong đề này có một chút gọi là chưa được, nói thế nào nhỉ, chưa được gọi là xoáy não lắm, nhưng mà nói tóm lại là cũng không quan tâm lắm, tại vì cái đấy là của các cụ mình. Ok nhá. Rồi thôi thì thầy hy vọng là đề này ấy thì mọi người sẽ cùng thầy làm và các em comment đáp án. Bạn nào mà đã comment đáp án nhiều đáp án đúng, và các em thứ nhất là comment nhiều đáp án đúng, thứ hai là các bạn là gì nhỉ, thứ nhất là comment đáp án đúng này, thứ hai là các em
Chăm chỉ comment thì khi nào mà thầy lấy vợ thì thầy sẽ tặng cho các em một cái tiệc free đi ăn cưới nhá. Ok chưa? Rồi. Lan Quyên comment tiếng Việt được không á? Cũng được nhưng mà trông nó không được gọi là tây lắm. Thôi thầy tắt comment nhá, thầy tắt comment nhá các bạn nhá. Ok, nào thôi chúng ta vào câu hỏi số 1 đi. Chúng ta vào câu hỏi số 1 đây. À, điện thoại của thầy nó đang hết pin đấy các bạn. Tí nữa nó sẽ hết pin đấy. Thầy báo trước nhá, tí hết pin thì thầy sẽ phải đổi điện thoại một lúc. Sao may màn hình tối đấy nhỉ? Đúng là điện thoại hết pin nó khác. Rồi chấp nhận. Nào câu hỏi số 1 đáp án gì đây? Đây này, các bạn nhớ thầy này. Đây, comment các bạn hiển thị rất là rõ nhá. Đấy các bạn thấy không? Lê Ngọc Phương Nghi này, tên nghe thôi đã thấy hay rồi. Khả năng là nói chung là chắc đúng. Câu hỏi số 1 đáp án gì nhỉ? 1A, phần thực của số phức. Rồi đúng rồi, 1A nhá. Ô. Rồi, 1A được chưa? Phần thực của số phức là 4, 1A. Ok. Hai nào, một khối cầu có bán kính bằng r, r bằng 3, thể tích khối cầu 4/3 pi r mũ 3. 4/3 pi r mũ 3. Như vậy nó là 4/3 nhân pi nhân 3 mũ 3. Rồi như vậy 9436 C đúng không ạ? C. Ok, 2C được chưa các em? Được chưa ạ? Ok, 2C nhá. Câu 3 nào. Trong không gian nối kỳ Z cho vector AB tọa độ vector AB là thì lấy B trừ A thôi. Tọa độ vector AB ta lấy B trừ A thôi. Như vậy là trừ 3 trừ 1 là trừ 4. 1 trừ đi âm 3 là âm 2 C luôn. 3C đúng không ạ? 3C, ok FC Tơ Hồng, ok Lê Bá Thành, ok Nguyễn Thị Thu Diễm nha. 4 nào. Đạo hàm của x mũ e. Thầy thấy comment các em ở đây rất nhiều và thầy rất cảm ơn các bạn đã comment và thầy sẽ nhớ tên các em nhá. Nhớ tên là để về sau đi ăn đám cưới để thu phong bì mà. Đạo hàm của x mũ e, ở x mũ e thì các em kéo e xuống, e nó vẫn là số thôi đúng không? Số e kéo e xuống thì bên trên còn x mũ e trừ 1, ok chưa nhỉ? Và vậy đáp án đúng là D nhá. 4D đúng không các em? Ui giời, Hoàng Mạnh Thất vứt rồi. Nguyễn Thu Trang, Thiên Hương, good. Vũ Như Quyền, good. Câu 5 nào. Tập nghiệm của phương trình log bằng log. Thì các em đừng quên là đầu tiên chúng ta phải đặt cái gì? Điều kiện đã. Điều kiện của cái logarit này là hai cái lõi này phải dương này. X trừ 1 lớn hơn 0, x lớn hơn 1. 2x cộng 1 lớn hơn 0, x lớn hơn là 1 phần 2. Thì lớn hơn cái lớn hơn thì mình phải lớn hơn 1. Được chưa? Thế còn về mặt giải, về mặt giải thì các em thấy rằng là bỏ hai cái chữ log ấy thôi thì ta được x trừ 1 thì bằng 2x cộng 1. X trừ 1 bằng 2x cộng 1 chuyển vế sang thì em được x bằng âm 2, chuyển sang 2 x bằng âm 2. X bằng âm 2 nghe thì có vẻ đúng nhưng thực ra lại là sai vì điều kiện là x lớn hơn 1 mà, vì vậy đáp án là D. Một rất nhiều bạn comment đáp án C và xin lỗi các bạn luôn. Các em đã bị mất một điểm rồi, à mất một câu rồi và như vậy là các em khả năng là các em sẽ rơi vào nhóm rốt quá rồi. Đấy, tại vì sao? Tại vì thầy bảo 40, làm được 40 câu là rốt quá rồi. À, nhá, cố gắng lên nhá. Thế thì bây giờ các em phải bù lại là các em phải làm đúng mấy câu khó nữa, đúng không? Mấy câu dễ các bạn đã làm sai rồi thì bạn phải bù lại thành làm đúng mấy câu khó. Hoàng Dương 5C thì toang, toang rồi còn gì nữa các bạn? Toang quá đấy còn gì các bạn? Lắm C thế, thế lại đi thi thế thì vứt. Rồi, hàm số nào có bảng biến thiên như sau? Đây là hàm phân thức đã, đúng không? Vì có cái tiệm cận đứng cái này. Thế bây giờ thứ nhất là bây giờ mình thấy là tiệm cận đứng x bằng âm 1 tức là không xác định tại x bằng âm 1, không xác định x bằng âm 1 tức là mẫu x cộng 1 khác 0, được chưa ạ? X cộng 1 khác 0 thì x khác gì? Âm 1. Thế như vậy là đáp án A mới đúng. Đấy, đáp án A, gõ thiếu chữ y nhé các bạn nhá. Câu 6 đáp án là A, thầy gõ thiếu y bằng nhá. Sorry các bạn. Rồi, 6A. Tiếp tục câu 7. Tập xác định của hàm số y bằng len x, tập xác định của hàm số y bằng len x thì len là hàm loga có điều kiện là cái lõi lớn hơn 0, tức là x lớn hơn 0. X lớn hơn 0 đáp án đúng nó phải là đới D đúng không ạ? 7D. 7D đúng chưa? Nguyễn Bảo Vi, Diệu Thiện, Good, Thanh Bình, Lò Thị Huyền, Khánh Linh, tốt. Câu 8 nào. Bất phương trình loga cơ số gì đấy của 2x-1 lớn hơn 1. Đừng quên chúng ta lại phải có điều kiện nhá. 2x-4 lớn hơn 0 là cái lõi lớn hơn 0 đã, tức là điều kiện của mình là x lớn hơn 2. Thế với điều kiện là x lớn hơn 2 thì để đấy đã. Còn về phần giải, đội mũ lên nào. 2x-4 thì lớn hơn gì? Đây là loga cơ số 10 đúng không? 10 mũ 1, 2x-4 lớn hơn 10 mũ 1, 10 mũ 1 là 10. Chuyển vế đổi dấu như vậy x sẽ x lớn hơn 7. Đáp án là A. X lớn hơn 7 đương nhiên lớn hơn 2 cho nên là chỉ cần lấy x lớn hơn 7 thôi. 8, đáp án là A. Ok.
Nguyễn Yến sai rồi, Phương Thảo Nguyễn good, Thiều Nguyễn Trúc Uyên sai rồi. Chết rồi, các bạn học hành thế thì có phải vứt không? 8A tên thì hay, Thiều Nguyễn Trúc Nguyên tên thì hay mà lại làm như thế thì vứt rồi. À, vứt cho anh nào đi nhá. Câu 9 nào các bạn ơi, câu 9 nào. Trong không gian nối z cho đường thẳng delta, vector nào sau đây là vector chỉ phương? Vector chỉ phương chúng ta lấy tọa độ ở dưới mẫu 2 âm 2 và 1, được không ạ? 2 âm 2 và 1. Như vậy đáp án đúng, 2 âm 2 1, đáp án A 9A. Được chưa? Thanh Bình, Trần Minh Anh, Nguyễn Thương, Hoàng Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Mai, ok. Khánh Linh tốt. Câu 10 nào. Trong không gian nối XYZ cho điểm A và điểm B, tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB. Muốn tìm điểm M ta lấy A cộng B chia đôi. A cộng B chia đôi. X cộng X chia đôi. 1 cộng âm 3 là âm 2. Âm 2 chia đôi là âm 1. Đúng không nhỉ? 1 cộng âm 3 là âm 2 đúng không? Rồi âm 2 chia 3 là âm 1. 3 cộng 1 là 4. 4 chia đôi được 2. Trừ 2 cộng 4 là 2. Chia đôi là 1. Trừ 1, 2, 1. B. 10 B. Tốt Đức An. Tốt FC Tơ Hồng. Nguyễn Hoàng Trung. Nguyễn Ngọc Mai. Tốt. 11 nào. Vũ Đức Lan Vi rồi. Cho số phức Z bằng 3 cộng 4 Y. Điểm nào sau đây là biểu diễn số phức Z gạch ngang ở trên đầu? Thì đầu tiên là Z bằng 3 cộng 4Y thì Z gạch ngang ở trên đầu là 3 trừ 4Y. Thì là Z ngang đấy. Như vậy điểm biểu diễn sẽ là 3 và âm 4. 3 và âm 4, vì vậy đáp án đúng là đáp án D. Rồi 11D. Ok Thu Trang, ok Phạm Đức Huy, ok Trần Đạt. Tiếp tục câu 12 nào. Một khối nón có chiều cao H bằng 3 và bán kính bằng 4. Độ dài đường sinh của khối nón. Các em đừng quên là khối nón nó được hình thành từ cái tam giác vuông này. Tam giác vuông này có cái R bằng 4. Rồi cái R thì bằng 4. Cái H thì bằng 3. Người ta hỏi cái L bằng mấy? Nào, R bằng 4 này, cái H bằng 3 thì cái L bằng mấy các em? Cái L thì bằng căn của 3 bình cộng 4 bình Pythagore thôi. Và bằng 5. Như vậy cái L mình bằng 5. 12B. Rồi, Quyên Như Vũ, Nhã Quỳnh, Đức Sơn, tốt. Phương Thảo, tốt. 13, 14 nào. Ôi, có bạn tên là Hà Văn Tây à? May bây giờ không còn Hà Tây ấy các bạn. 13, 14 luôn đấy nhỉ. Họ Nguyên Hàm. Nguyên hàm của U mũ 3, 1 phần 4 U mũ 4, được chưa? U mũ 3, 1 phần 4 U mũ 4, C, 13 C luôn. Nó giống như X mũ 3 ấy. À đâu nhầm, 1 phần 4 U mũ 4 cơ mà, sai rồi. B, ok, mũ 4 cơ mà, lag nhá. Mắt thể kém nhá, sorry các bạn, sorry nhá, mắt thể kém. 1 phần 4 U mũ 4, B, rồi Trần Thanh Huyền, Lưu Lâm Oanh. Úi giời, Lâm Oanh với Trịnh Văn Hiếu lại đú mình. Bây giờ tôi mới biết là một số ông toàn comment đáp án theo tôi khoanh thôi. Giờ mới biết đấy. Một số ông toàn comment đáp án theo tôi khoanh cái gì các ông comment cái đấy luôn. Các ông chả có chính kiến gì cả. 14 nào, tiệm cận đứng cho mẫu bằng 0. Rồi, tiệm cận đứng cho mẫu bằng 0. X trừ 2 bằng 0 thì X bằng gì? X bằng 2. 14 gì? D. Ok. Kim Cường, thế này sao lấy được vợ à? Chịu luôn các bạn. Mắt kém thì liên quan gì? Lấy vợ thì chỉ cần chân tay khỏe là được rồi. Mắt mũi cần gì các bạn? Tại vì sao? Tại vì là cái này là thầy chưa lấy vợ, thầy không biết, nhưng mà thầy nghe các anh chị đi trước kể lại là lấy vợ thì cũng không cần phải mắt tinh, tại vì là cuối cùng thì vẫn cũng có bật đèn đâu mà cần phải mắt nữa. Câu hỏi số 15. Cho thể tích có V bằng 12, biết đáy là hình vuông có độ dài bằng 2, chiều cao khối lăng trụ. Rồi. Thể tích khối lăng trụ thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Thế mà thể tích người ta cho bằng 12. Hình vuông có độ dài cạnh bằng 2 thì như vậy diện tích đáy là 2 bình và nhân với chiều cao. Như vậy ở đây chiều cao sẽ bằng 12 chia 4. 12 chia 4 bằng 3. Ok, 12 chia 4 bằng 3. C. À, 15C. Rồi. Mấy bạn này biết gì mà cười nhỉ? Toàn thấy mấy bạn nữ cười, thầy cũng chả hiểu các bạn nghĩ gì. Thầy bảo là... Rồi, 16 đi. Một khối chóp có thể tích bằng 12 mét khối. Có chiều cao bằng 3, hỏi diện tích đáy. Vẫn thế nhỉ. Thể tích khối chóp 1 phần 3 diện tích đáy đem nhân chiều cao. Thế thể tích ở đây thì bằng 12 đúng không? Thể tích thì bằng 12 đề cho mà. Bằng 1 phần 3 diện tích đáy thì chưa biết, nhưng chiều cao thì bằng 3. Như vậy tới suy ra 3, 3 là hết. Vậy S đáy thì bằng 12. Nhưng nhớ là 12 mét vuông nhá. 16 đó là B đấy. Xin lỗi các bạn, một số bạn comment D là vỡ. Đấy, thằng Đức Sơn comment B này. Biết ngay, comment D này. Thì diện tích là mét vuông nha các bạn nhé. Cẩn thận cho thầy, một số bạn comment D đấy. Trang Hoàng, Trần Thanh Huyền, tốt. 17 nào.
Hàm số trên đồng biến trên khoảng nào? Hàm số trên đồng biến trong khoảng nào? Đồng biến thì nó ở trong cái khoảng này và cái khoảng này. Âm vô cùng tới 0 và 2 đến dương vô cùng. Như vậy đáp án là C đi. 17C nó ứng với cái khoảng này đúng không ạ? 17C. Thủy ơi lại sai rồi. Rồi, 17C nhá, đây này. Tiếp tục 18 nào, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y bằng x bình và y bằng x cộng 2. Thì để tính diện tích hình phẳng là chúng ta phải dùng tích phân. Mà nếu chúng ta dùng tích phân thì bây giờ chúng ta phải có gì? Có cận, đúng không? Có cận. Thế như vậy là ta sẽ có được là hai cái y bằng nhau nhá, cho hai cái y bằng nhau, x bình thì bằng x cộng 2. Muốn tìm cận ta cho hai y bằng nhau. Sau đó thì ta giải phương trình ra x bình trừ x trừ 2 bằng 0. Vậy ta có được hai nghiệm đó là x bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng âm 1 và x bằng 2 đúng không? Cái này cần chỉ phải bấm máy tính. X bằng âm 1, x bằng 2. Vậy chốt lại diện tích hình phẳng sẽ bằng tích phân từ cận bé là cận âm 1 đến cận lớn là cận 2 của giá trị tuyệt đối hai cái ông này trừ cho nhau, ông x bình trừ đi ông x cộng, trừ đi ông x cộng 2. Đó. Và bây giờ chúng ta cần mở máy tính. Tích phân từ 1 tới từ âm 1 tới 2 của âm 1 chứ. Trị tuyệt đối, đừng quên trị đối nhá. Của x bình phương trừ đi mở ngoặc x cộng 2. Đóng ngoặc. 9/2 18A. Rồi, rất tốt. Võ Thanh Tâm, Lưu Lâm Oanh, Đặng Minh Quân, Bùi Phương Hà, Good. Rồi. 19 nào. Câu này là câu mà có thể khiến các bạn là mắt tinh cũng giống như là mắt đui này. Câu này cũng giống như là cặp vợ chồng thôi các bạn. Rất là dối đúng không? 19 mệnh đề nào sau đây là sai? Chồng kinh quá. 19 theo các bạn đáp án là gì nhỉ? Sao lại thầy lâu quá đấy các bạn không thích lâu à? Thì các bạn lại thích nhanh thì được rồi, rồi. Thầy chiều các bạn hết. Mệnh đề sai là mệnh đề nào đây? 19 nào? Thì mệnh đề sai ấy nó phải là mệnh đề. Rồi. Nào mệnh đề gì? Mệnh đề gì? Mệnh đề B là mệnh đề đúng bố nó còn gì nữa, K rút ra ngoài thì là đúng rồi, B này phải là đúng này. Mệnh đề C, rồi mệnh đề sai là C. Nếu Fx và đều là nguyên hàm của Fx thì làm sao bằng nhau được? Vì sao? Ví dụ nguyên hàm của x bình phương là x mũ 3 trên 3 cộng C ví dụ cộng 2. Nhưng x nguyên hàm của x x bình thì cũng có thể bằng x mũ 3 trên 3 cộng 4 mà, đúng không? Hai này làm sao bằng nhau được, đúng không? Làm sao bằng nhau được? Sai là mệnh đề này, sai là đây, còn các cái còn lại là đúng hết rồi nhá. A đúng. D cũng đúng, B cũng càng đúng, tại vì cái này là DU mà, DU mà. Rồi, DX thì sai nhưng mà DU thì ok. Tiếp, 20. 20. 19C, không không phải bàn cãi thì C sai mà. Hoàng Phi Hùng từ 1 tới 35 không sai được à? Ừ, tôi đợi ông không sai được. Thầy quyết em nha. Tiếp tục câu hỏi số 20 nè. Cho hàm số y bằng fx có có đồ thị f phẩy nha, có đồ thị f phẩy rồi. Khẳng định ngay sau là đúng. Fx nghịch biến từ âm 1 đến 1. Từ âm 1 đến 1 nghịch biến là sai bởi vì là từ âm 1 đến 1 đồ thị f phẩy này luôn nằm trên trục hoành, nằm trên trục hoành là f phẩy đang dương. F phẩy đang dương thì không thể nghịch biến được vì nghịch biến f phẩy âm, như vậy khẳng định ngay sai. Đây là đồ thị f phẩy nhá, còn đồ thị fx thì đúng, đồ thị fx thì đúng nhá. Rồi, tiếp. Mệnh đề sai. Mệnh đề đúng. À thế đúng luôn, đáp án D rồi. Hàm số đồng biến từ âm 2 đến dương vô cùng vì sao? Bởi vì từ âm 2 đến dương vô cùng thế này thì toàn bộ cái đường cong fx, toàn bộ đường cong fx đều nằm trên phía trên trục hoành, đúng không? Từ âm 2 đến dương vô cùng đường cong fx hoàn toàn nằm phía trên trục hoành, tức là lớn hơn 0, mà f phẩy x lớn hơn 0 có nghĩa là hàm số đồng biến. Thì đáp án đúng là đáp án D, 20D. 20D. Được chưa? Rồi, chào các em nhá. Sao các bạn cứ chào anh Chí đấy nhỉ? Các bạn phải chào thầy, được chưa? Tất cả những bạn mà chào thầy là anh ấy thì đều sẽ bị ban luôn. Ok nhỉ? Các bạn phải chào thầy. Tiếp câu 21. Ủa hôm nọ buồn cười cực. Có thể kể ra các em không thấy buồn cười nhưng mà thầy cũng phải nói cho các em một cái câu chuyện rất là buồn cười. Đấy là có một chị, có một chị chỉ hơn thầy có khoảng 3 tuổi thôi. Thì chị xin học cho em chị.
Xin học cho em chị ý. Thế là chị ý bảo alo, chào em. Chị ý gặp thầy, thầy nhấc máy lên, thầy bảo alo ai đấy ạ? Chị bảo chào em. Thế bảo là xin hỏi chị bao nhiêu tuổi ạ? Chị 54 tuổi, tức là hơn thầy 3 tuổi. Thế là thầy dập máy luôn, thầy bảo là chào là phải chào thầy, gọi thầy lại gọi là em được. Thế là thầy dập máy luôn các bạn. Các bạn thấy câu chuyện nó hay không? Câu 21 nào. Lóc khẳng định nhà xây là đúng. 21 đáp án gì? Đáp án A rồi còn gì nữa à? Kéo 3 xuống là xong đúng không? 3 lần lóc 3 của A. Rồi 21 A. Đúng không các bạn? A, ok. Đấy. Rồi 21 A nhá. Không, các con lại sai hết mà. 21 A. Tiếp tục câu 22. Câu chuyện đó là câu chuyện để các em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo mà các em. Hơn mình có 3 tuổi mà xã hội mình là em. Gọi là thầy chứ đúng không các em? Rồi câu 22, cho tích phân từ 0 đến pi trên 2 của fx bằng 5. Hỏi tích phân này bằng bao nhiêu? Đây là tích phân của một tổng này, câu 22 tích phân tổng này. Thì bằng tích phân từ 0 tới pi trên 2 của hai lần fx cộng với tích phân từ 0 tới pi trên 2 của sin x dx. Được chưa nhỉ? Thế còn cái tích phân từ 0 đến pi trên 2 của fx dx thì bằng 5. Thì như vậy chỗ này 2 nhân 5. Còn cái này thì bằng mấy? Tích phân từ 0 đến pi trên 2 của pi sin x đổi radian này. Tích phân từ 0 đến pi trên 2 của sin x thì bằng 1. Đấy, thì bằng 1. Như vậy đây là 5 đúng không? 2 nhân 5 là 10 cộng 1 là 11. Đáp án là B, được chưa ạ? 22B nhá. Nó chỉ là tích phân của một tổng thôi mà các em, đúng không ạ? Tích phân của một tổng thôi mà. 22B. Tiếp tục. Câu hỏi số 23, hàm số trên có bao nhiêu điểm cực trị? Nào, hàm số trên có bao điểm cực trị? Hôm nào mà các rảnh rảnh ấy, chữa khoảng hết khoảng 20 đề của 20 tỉnh rồi, rảnh rảnh một tí thì thầy sẽ kể cho em những cái câu chuyện mà có lẽ là các bạn nghe xong, nếu mà các bạn không cười được thì các em cũng sẽ phải về suy nghĩ đấy. Câu hỏi số 23, đây là hàm trùng phương nhá, các bạn nhớ này, hàm trùng phương. Đấy. Thì hàm trùng phương này ấy, thì em thấy là AB cùng dấu không? AB cùng dấu, AB cùng dấu thì nếu AB mà cùng dấu ấy thì dẫn tới là chỉ có một điểm cực trị thôi, đúng không ạ? AB trái dấu thì có 3, AB cùng dấu thì có 1 thôi. Đáp án là 23C. Cái này cái lý thuyết là các em phải nhớ nhá, lý thuyết là các bạn phải nhớ. AB trái dấu thì là 3, còn AB cùng dấu không? Cùng cùng dương thì là 1 thôi. Được chưa? 23C nhá. 24 nào. Cho cấp số nhân có số hạng U1 bằng 1, công bội bằng 2, hỏi U3. Một này, U1 bằng 1 này. Đấy. Rồi. Công bội bằng 2 thì cứ nhân 2 vào thôi. Công bội bằng 2 cứ nhân 2 vào thôi. Hỏi U3 là U ô trống đây. Điền vào ô trống nào các em, điền vào ô trống của thầy nào. 1 nhân 2 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4. Ok, như vậy đáp án là D. 24 lại D nhỉ? Đáp án này đề này lắm đáp án đờ quá nhỉ. 24 đáp án là D nhá. U3 tiếp tục nào, câu 25 nào. Hàm số trên có bao nhiêu điểm cực trị? Hàm số trên có bao điểm cực trị trong khi người ta cho đồ thị f phẩy nào? À, cho hàm số f phẩy nào. F phẩy x bằng x nhân x cộng 1 tất cả bình nhân 3x cộng 1 thì có bao cực trị? Thì ta cho f phẩy bằng 0. Ta cho f phẩy x bằng 0 thì cái mũ chẵn thì ta xóa đi. Mũ chẵn ta xóa đi. Như vậy ta chỉ còn x bằng 0 hoặc chỗ này là 3x cộng 1 bằng 0, x bằng âm 1/3 thế thôi. Như vậy là chúng ta chỉ có hai nghiệm và hai nghiệm đơn, vậy có hai cực trị 25C. Rồi như vậy là chúng ta đã chấm dứt 25 câu đầu tiên. Chúng ta đã chấm dứt 25 câu đầu tiên. Thì những bạn nào được full 5 điểm, tức là được trên trung bình rồi, thì các em comment thầy chữ full 5 là chữ F5, được chưa ạ? Tức là đúng 25 câu được tròn 5 điểm. Còn những bạn nào mà các em bị sai mất 1 2 câu thì các em phải comment thầy chữ quyết tâm 5 cộng để nó ám vào người các em là các em sẽ được trên điểm 5 nhá. Quyết tâm 5 cộng cho những ai mà bị sai 1 2 câu. Đấy, để thầy xem có bao nhiêu bạn nào. Ôi thằng Kim Cường này còn biết trước mình định nói cái gì, nó comment luôn quyết tâm 5 cộng được các bạn. Một số bạn này có vẻ là hiểu thầy nhỉ, hiểu đi chân đất trong bụng thầy ấy nhỉ. Ok nhá. Rồi. Rồi Nguyễn Kiên quyết tâm 5 cộng, ok cố gắng nha Nguyễn nhá. Nhất định đi thi là mình phải trên 5 điểm các bạn nhé. Chứ về sau mà lại đi tán gái xong rồi nó hỏi anh thi đại học được bao điểm toán, anh bảo được 4 điểm rưỡi thì vứt rồi. 26 nào, trong không ra nối ghi Z cho mặt phẳng P đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến phương trình mặt phẳng P. Bài này mặt phẳng P có pháp tuyến, có điểm rồi, thế lập luôn thôi.
Phát tuyến này, 3 trừ 2, 2. Điểm này, x trừ 2. Điểm này, y cộng 1. Điểm này, z trừ 3 bằng 0, đúng không ạ? Viết phát tuyến trước, 3 trừ 2, 2 điểm vào. Nhân ra, 3x trừ đi 2y cộng với 2z. Trừ 6 trừ 2 là trừ 8, trừ 8 và trừ 6 là trừ 14 thì bằng 0. Vậy đáp án đúng phải là đáp án bờ. Rồi, 26, bờ. Đấy. Mệt mỏi, tốt. Ánh Tuyết, tốt. Thùy Trang Đinh, tốt. Võ Thanh Trâm, tốt. 27 nào, câu 27 này lú này. Biết rằng F to phẩy ra F nhỏ. F to phẩy ra F nhỏ. À, như vậy là F nhỏ nguyên hàm ra F to, đúng không? Theo chiều ngược lại, F nhỏ nguyên hàm ra F to. Hỏi tích phân từ 0 tới 1 của F dx là bao nhiêu? Thì cái này là tính theo định nghĩa rồi. Tích phân từ 0 tới 1 của F x dx thì sẽ bằng, đầu tiên ta tính theo nguyên hàm. Nguyên hàm của F nhỏ là F to. Đây, cái câu này cho biết nguyên hàm của F nhỏ lại là F to đây. Sổ cận xuống từ 0 đến 1. Cận trên thay vào trước, F1. Trừ cận dưới thay vào sau, F0. Mà F1 bằng 5, F1 bằng 5, F0 bằng 2. Vậy 5 trừ 2 là bằng 3. Vậy đang đúng là A, 27A. Khánh Linh, Lò Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy, Xuân Mẫn, tốt. 27 đáp án là A nhá. Được chưa nhỉ? 28 nào, 28 nào. Trong không gian OXYZ cho mặt phẳng P và điểm Y, phương trình mặt cầu tâm Y và tiếp xúc với mặt phẳng P là. Mặt cầu tâm Y và tiếp xúc mặt phẳng P, các em có biết điều kiện để mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng là gì không? Điều kiện để tiếp xúc đó chính là khi mà khoảng cách từ tâm tới mặt phẳng bằng với cái gì? Bằng với bán kính, đúng không? Dữ kiện tiếp xúc cho biết rằng là bán kính chính là khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P. Và bây giờ ta thuộc công thức khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng P thôi. Dòng trên này, ta lấy điểm Y ta thay vào mặt phẳng P. Ta thay vào 1 ta thay vào X, 2. Trừ 2 ta thay vào Y, cộng 2. 1 ta thay vào Z, trừ 2 và cộng 10. Trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình. A bình cộng B bình cộng C bình. Ok luôn, vậy đáp án sẽ là trên tử là 12, dưới mẫu là 3. 12 chia 3 là bằng 4. Có nghĩa là khoảng cách này bằng 4. Bằng 4 tức là bán kính cũng bằng 4 luôn, bởi vì bán kính thì bằng khoảng cách. Vậy là mặt cầu này có tâm Y và bán kính bằng 4 thì xin phép đáp án phải là A luôn, bởi vì phương trình chính tắc nó phải là R bình. R bình cho nên đáp án bắt buộc chỉ có thể là A thôi. 28A, Ligon Lộc bây giờ mới vào học. Hỏng rồi, thế mà đòi làm Ligon. Ligon mà giờ mới vào học. Tiếp tục câu 29. 29, một câu hình không gian nào. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh A. SA vuông góc vào đáy, rồi góc giữa SC và đáy, ui, SA bằng A căn 6 luôn nhỉ. Góc giữa SC và đáy là góc gì? Góc giữa SC và đáy là góc SCA, cái này thì coi như là cho không điểm rồi. Góc giữa SC và đáy là góc SCA và người ta hỏi các em góc SCA này bằng bao nhiêu? Đấy. Thế để tính ra góc SCA thì chúng ta thấy là tam giác hình vuông tại A. Ngoài ra do đáy là hình vuông cạnh A, đáy là hình vuông cạnh A cho nên là theo hình vuông cạnh A thì ta có AC bằng A căn 2, đúng không? Đấy là hình vuông cạnh A, như vậy AC bằng A căn 2. Vậy trong tam giác SAC này thì mình dùng hàm tang, đúng không ạ? Tang bằng đối trên kề. Tang của góc hỏi chấm thì bằng đối, đối là A căn 6, trên kề là A căn 2 thì nó bằng căn 3. Mà tang mà bằng căn 3 ấy, tang bằng căn 3 thì chỉ có thể là góc 60 độ thôi. 29D. Hải Hà tốt, Đức Sơn tốt, Long Vũ tốt, Đồng Vịnh Xuân tốt. 29D nhá. 30 nào. À, thử thách một tí gọi là ý chí của các em này. Thử thách một chút ý chí của các em này. Câu này ta bấm máy tính hay là ta làm tự luận đây? Nào, câu này bấm máy hay là tự luận các bạn nhỉ? Bấm o tự. Đấy. Thì chúng mình làm cả hai cách nhá. Cách số 1 này là cách tự luận này, cách 1 là tự này. Đấy. Ủa sao iPad hôm nay nóng thế nhỉ? Dấu hiệu là sắp phải tặng rồi đấy. 2 mũ x bình trừ 4 thì bằng 3 mũ x trừ 2. Đây được người ta gọi là phương pháp gì? Đây là người ta gọi là phương pháp loga hóa. Vì sao biết loga hóa? Bởi vì hai lũy thừa mà có khác số mũ, các bạn, khác cơ số thì đều loga hóa hết nhá. Khác cơ số đều loga hóa hết. Như vậy thầy loga cơ số 2 cả hai vế, thầy được loga cơ số 2 của vế trái, loga cơ số 2 vế trái thì bằng loga cơ số 2 của vế vế phải, được không? Log 2 vế trái bằng log 2 vế phải. Rồi, thế sau khi dùng log thì thầy có cái công thức log là cái mũ ở trên log thì thầy lôi xuống. Vậy thầy lôi cái x bình trừ 4 xuống, x bình trừ 4 thầy lôi xuống.
Thế thì lôi x bình trừ 4 xuống thì còn log 2 của 2. Mà log 2 của 2 bằng 1 mất rồi. Log 2 của 2 là 1 mất rồi. Rồi như vậy là mất. Chỗ này là log 2 của 3 mũ x trừ 2. Rồi log 2 của 3 mũ x trừ 2. Xin lỗi. Xin lỗi các bạn nhé. Log 2 của 3 mũ x trừ 2 thầy viết nhầm. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ thầy kéo cái x trừ 2 này xuống. Được chưa? Thầy kéo cái x trừ 2 xuống. Xin lỗi tí làm gì căng. X trừ 2 kéo xuống. Như vậy nó còn log 2 của 3. Đó. Mình kéo x trừ 2 xuống. Thế bây giờ thì các em thấy là cả hai vế này đều có nhân tử chung là x trừ 2 không? Vế trái x bình trừ 4 chính là x trừ 2 x cộng 2. Đấy. X trừ 2 x cộng 2. Thì bây giờ ta rút nhân tử chung ra. Rút nhân tử chung ra. Bạn thấy nhân tử chung của hai thằng này là x trừ 2 không? Chuyển sang. X trừ 2 chuyển sang. Vậy bên trong sẽ còn x cộng 2 trừ đi log 2 của 3 bằng 0. Đúng không nhỉ? Chỗ này các bạn hiểu không đấy? Đây này, hai vế này đều sẽ có nhân tử chung này. Đều có nhân tử chung là x trừ 2 này, thấy không? Chuyển sang rút ra. X cộng 2 trừ đi. Vậy hai cái nhân với nhau bằng 0 thì từng cái một bằng 0. Vậy ta có x trừ 2 bằng 0. Và chỗ này x cộng 2 trừ đi log 2 của 3 thì bằng 0. Chuẩn chưa? Và như vậy thầy sẽ có nghiệm ở trên này là x xì bằng 2. Còn nghiệm ở dưới này là x xì thì bằng loga cơ số 2 của 3 trừ 2. Đó. Ok chưa nhỉ? Thế khi mà thầy đã có được như vậy rồi, khi mà thầy đã có được như vậy rồi thì thầy chỉ việc gì hai cái này vào thôi. Thầy lấy cái này, thầy cộng với cái này. Vì người ta hỏi tổng mà các em, người ta hỏi tổng mà. Tổng thì lấy hai cái này cộng với nhau. 2 mà cộng với cái này thì 2 cộng trừ 2 là hết, vậy còn log 2 của 3 thôi. Đáp án là đờ, đúng không? Lại đáp án đờ rồi. Cái đề này toàn đáp án đờ thôi. Thầy đang nghi là người này thích đáp án đờ đấy các bạn, thích đờ. Đấy nhá, các bạn nhớ là người ta sẽ giải theo phương pháp loga hóa vì dấu hiệu là hai cái lũy thừa hai cái hàm mũ này đều có cơ số khác nhau, cơ số hoàn toàn khác nhau thì phải loga hóa lên. Loga hóa lên thì các em kéo mũ xuống thì nó thành phương trình bình thường. Thế đấy, đấy là cách tự, được chưa? Theo cách bấm thì các bạn cứ ship xôn bình thường thôi. Cách bấm thì các em cứ ship xôn bình thường thôi nhá. Ok. Gì các bạn? Sao bọn các bạn rồi hay cười thế nhỉ? Thì vấn đề nha nhá, mấy cái người mà các bạn cứ thỉnh thoảng lại cười ấy, một số bạn cứ thỉnh thoảng các bạn cười ấy thì các bạn phải xem lại vấn đề thần kinh của mình nhá. Thỉnh thoảng tự nhiên lại cười một phát là các bạn phải xem lại vấn đề thần kinh ấy. Thầy nói rất là đúng chính tả mà thầy nói không sai một cái từ phát âm nó phải là chuẩn. Các em sẽ hiếm thấy một thầy giáo nào có thể phát âm tiếng Việt chuẩn như thầy các bạn. Vì sao thầy có thể tự công nhận được điều đó? Bởi vì là mỗi lần thầy xem lại vít của thầy ấy thì thầy thấy là cái sắp tự động ấy, cái phụ đề dịch tự động ấy của cả YouTube lẫn Facebook dịch không sai một từ nào. Kể cả những MC ở trên truyền hình ấy, đôi khi những cái sắp ấy người ta vẫn dịch tự động, người ta vẫn dịch sai người ta phát âm. Nhưng thầy thấy là trong quá trình giảng bài phát âm không sai từ nào cả. Thế mà phát âm là các bạn cứ cười các bạn. Thì thầy phải xem, thầy nghĩ là các em nên xem lại cái vấn đề nó liên quan đôi chút đến thần kinh. Ừ. Rồi. Ví dụ lúc nãy thầy bảo rồi mà, thôi rồi làm nó câu 31 đi. Thì có phải là lúc nãy thầy bảo là ví dụ cái hình nón chẳng hạn, hình nón thì có cái đường sinh, đúng không? Đường sinh ký hiệu là gì? Là L. Thế bây giờ thầy đọc là cái đường sinh thì thầy đọc tắt chả là cái L à? Thì các bạn cứ lăn, các bạn cứ ngồi các bạn cười. Đầu óc các bạn có vấn đề. Lập phương trình đường thẳng delta đi qua M và vuông góc với P. Rồi, lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm M và vuông góc với P. Thì các em nhớ là cái đường delta ấy, đường delta mà vuông góc với P nhá, đường delta mà vuông góc với P thì nó sẽ phải cùng phương với vector pháp tuyến của P. Pháp tuyến của P các bạn hình dung này, pháp tuyến của P là một vector vuông góc với P có tọa độ là 2 - 1, 2 đúng chưa? Như vậy nếu pháp tuyến của P vuông góc với P thì delta cũng vuông với P. Như vậy N này cùng phương. Cùng phương tức là nó là chỉ phương của delta luôn. Vậy vector chỉ phương của delta chính là 2 - 1 và 2. Chính là pháp tuyến của P mà. Ngoài ra delta còn đi qua điểm M. Đi qua điểm M thì các em thấy là điểm M ở đây nó là 2 - 3, 1. Rồi. Vậy đáp án nào đây nhỉ? Chỉ phương 2 - 1, 2 và x trừ 2 y cộng 3, đáp án là bờ. Rồi, 31B nhá các em nhá. 31B, được chưa ạ? B. Đấy, x trừ 2
y cộng 3 và z trừ 1, 31b. Tiếp tục 32 nào. Câu 32 này thầy không cần làm thầy cũng biết đáp án gì. Sao lại ngoài thầy trắng mà trong thầy lại đen các bạn? Các bạn này buồn cười nhỉ. Người đen chính là các em ấy. Ngôn từ của thầy vô cùng là đúng, lịch sự, được chưa? Còn cái đen là các em thôi. Đấy. Bây giờ các bạn đen sớm chứ còn hồi thầy bằng tuổi các em, thầy trong trắng đó các bạn. Trắng như một tờ giấy các bạn. Không, giấy là giấy A4 chứ không phải là giấy than các bạn. Trắng như tờ giấy luôn. Nghĩ lại bây giờ thấy các bạn đen đen này thấy rùng mình. Cái bài này thì A phẩy lại phải ở, cho ở dưới đi. A phẩy ở dưới đi. Rồi, A phẩy ở dưới, A ở trên nhá. BC bằng A nhỏ này, BC thì cũng chính là cái gì nhỉ? Cũng chính là B phẩy C phẩy thôi, A nhỏ. AC bằng 2A. Rồi. Tam giác này vuông tại B. Ok, tam giác vuông tại B. Mặt phẳng AB phẩy C phẩy đấy thì thầy lấy điểm A ở trên này nhá. Thầy lấy điểm A ở trên này. Đen đây là tâm hồn đấy các bạn, tâm hồn đen đấy các bạn. Rồi, góc giữa mặt phẳng AB phẩy C phẩy và đáy là 60 độ thì cái này chúng ta đã làm quá nhiều rồi, góc là gì nào? Thầy xin các em cái góc nào. Góc giữa mặt phẳng AB phẩy C phẩy và đáy là bằng bao nhiêu? Bước thứ nhất tìm giao tuyến này, bước thứ nhất tìm giao tuyến là B phẩy C phẩy này đúng không? Giao tuyến này B phẩy C phẩy. Bước thứ hai là từ đỉnh này, từ đỉnh hạ vuông góc xuống đáy này, từ đỉnh A ta hạ vuông góc xuống đáy là A phẩy. Bước 3 là tiếp tục từ A phẩy hạ vuông góc xuống giao tuyến. Nhưng mà A phẩy mà hạ vuông góc xuống giao tuyến thì phải là A phẩy B. Đấy, A phẩy B. Vuông góc giao tuyến. Và cuối cùng từ B phẩy nối lên, từ B phẩy nối lên thì góc cần tìm nó phải là cái góc này này các bạn này. Đây, đây là góc 60 độ. Nhá, cái góc cần tìm phải là góc A phẩy các bạn đó. Đấy, 60 độ, được chưa? Nhớ cho thầy cái góc đấy nhá. Vì cái đoạn từ A phẩy vuông góc phải giao tuyến là đoạn AB phẩy, đầu bài bảo thế. Rồi bây giờ chúng ta tính thể tích. Muốn tính thể tích thì phải tính diện tích đáy và chiều cao. Đầu tiên chúng ta tính diện tích đáy thì đáy là tam giác vuông. Tam giác vuông thì phải tính được cạnh góc vuông. Như vậy trong tam giác vuông A phẩy B phẩy C phẩy thì sử dụng định lý Pythagore thì dễ dàng ra được A phẩy B phẩy bằng A căn 3 nhá. Sử dụng Pythagore thì các em ra được A căn 3 đúng không? Trẻ con biết mà. 4 trừ đi 1 là 3 là A căn 3. Tiếp theo, như vậy thì diện tích của cái tam giác này, diện tích của tam giác này sẽ bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông đầu tiên là A căn 3 nhân cạnh góc vuông thứ hai là A. Như vậy nó là A bình phương căn 3 trên 2, A bình phương căn 3 trên 2. Xong. Đấy là diện tích gì? Diện tích đáy. Chiều cao là A phẩy thì chúng ta lại khép vào tam giác vuông này. Dùng tang 60 đúng không? Trong tam giác vuông A phẩy B phẩy sử dụng tang 60 thì thầy dễ dàng có A phẩy sẽ bằng A phẩy B phẩy nhân tang 60. Tang 60 độ. Mà A phẩy B phẩy thì bằng A căn 3. Tang 60 thì bằng căn 3. Vậy A căn 3 nhân căn A là 3A. Thế là thầy đã có chiều cao là 3A, chốt chưa? Có chiều cao, có diện tích đáy, vậy có thể tích. Diện tích đáy nhân chiều cao A bình căn 3 trên 2 nhân chiều cao là 3A. Vậy kết quả của mình là 3A mũ 3 căn 3 trên 2. Lại là đáp án gì? Lại là đáp án D. Đấy các bạn thấy không? Thì lúc nãy thầy đã bảo là người ra đề là thích 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 đáp án D rồi. Thì các bạn lại cứ cười hộ người ta cơ. Người ta lại cho D này. Người ta lại cho D đây. Lắm D quá các bạn. Ok nhá, diện tích đáy nhân chiều cao. Tốt. Ui rồi sắp thi rồi vẫn chịu mấy bài hình Trần Thị Mai Ly, thế thì chết. Thế không hiểu là năm lớp 12 các bạn đã làm gì mà tại sao các bạn không đăng ký học thầy đi để mấy cái câu hình gọi là như thế này mà các bạn không làm được nữa thì quá là thất bại. Rồi. Nói chung là đề này thì thực ra thì theo phân bố đáp án thì nếu mà chúng ta thấy nhiều đờ quá lúc đầu thì về sau thì đờ ít đi, đúng không? Đấy. Nói chung đờ thì nó cũng sẽ cái đáp án đờ ấy nó sẽ phân bố theo thời gian thôi. Đấy thì lúc đầu mà đờ nhiều, lúc đầu mà lắm lắm đáp án D thì lúc sau sẽ ít đúng không?
Đấy, nói chung là nó là cái quy luật thôi mà, sau thì sẽ ít. Đúng rồi, trẻ không ăn chơi thì già đổ đốn. À, tôi nhầm, xin các bạn, trẻ không ăn chơi thì già ân hận, đúng không nhá? Trẻ ăn chơi quá thì già chả còn gì, nên phải học, chúng ta phải tập trung vào học. Mệnh đề nào xoay đúng? Dễ quá. Thứ nhất, nét cuối đi xuống, A âm. Chốt chưa? Nét cuối đi xuống, A âm. Thứ hai, giao điểm với trục tung chính là C nhá. Giao điểm với trục tung chính là C, tại vì x bằng 0 mà, x bằng 0 y bằng C, thì đây là C này. Giao điểm trục tung C, C này thấp hơn 0, C âm, được chưa? Mấy cực trị? Mấy cực trị? Một cực trị, hai cực trị, ba điểm cực trị. Ba điểm cực trị AB trái dấu. Ba điểm cực trị AB trái dấu, A âm thì B dương. Hết. Như vậy, AB trái dấu, A âm B dương, A âm B dương C âm, A âm B dương C âm. Đáp án đúng là đáp án C, 33C. Đúng ạ? Đấy, mấy giây đúng không? 33C, mấy giây. Lưu Lâm Oanh, Lăng Ngọc Thương, Bún Đậu Muối Tiêu. Sao lại ăn bún đậu với muối à các bạn này? Rồi, tiếp tục nào, câu hỏi số 34. À, 34. Sao các bạn lại có thể ăn bún đậu với muối được nhỉ? Ở cạnh nhà thầy có thằng ăn bún đậu với tương ớt, thầy đã thấy nó kinh rồi. Lên trên mạng này có ông bún đậu với muối thì tôi chịu các bạn. Người ta lại thích sờ à? Cái chữ ấy đọc là gì? Chữ ấy đọc là sờ đúng không? Ừ. Thì người ta lại thích sờ. Hôm nào thì cả lớp mình rủ nhau đi ăn bún đậu với đường ấy nhỉ? Có hai đại học A và B tổ chức. Ôi giời, câu này lại dễ quá. Câu này lại rất dễ nhá. Đại học A tổ chức 3 đợt thi, đại học B tổ chức 2 đợt thi. Biết rằng các đợt thi nói trên không trùng lịch nhau, tức là thi độc lập. Mỗi thí sinh có thể tham gia tất cả các kỳ thi đó. Lan là học sinh lớp 12 muốn đăng ký 3 đợt thi. Hỏi bao nhiêu cách? Ôi dễ quá. C3 của năm. Chọn 3 đợt thi trong 5 đợt thi độc lập. Đây là độc lập mà. Các kỳ thi tổ chức không trùng lịch. C3 năm. Đúng không ạ? 5C3. 5C3. 10, ok. B. Câu này dễ quá, 34 B nhá. Đừng thấy nhiều chữ mà sợ nhá. Đừng thấy nhiều chữ mà sẽ. Ok, chào Đô Phan nhá. Rồi, chào Đô Phan nhá. Tiếp nào, 35. Rồi, 35. Cho số phức Z thỏa mãn phương trình trên, tập hợp điểm biểu diễn số phức Z là một đường thẳng, hỏi đường thẳng đó là gì? Ok. Thì câu này là câu về quy tích số phức thôi. Gọi số phức z bằng a cộng bi, à, x cộng y xong thay vào, được chưa? Tùng Đoàn thấy ơi mày em không bình luận được, thế mà tôi vẫn đọc được bình luận của ông ấy. Gọi z, ủa sao máy iPad là máy nóng thế nhỉ? X cộng y. Tí tặng bố này, mấy cái máy này dùng tí đã nóng rồi. Tí thầy tặng luôn cái iPad thầy đang viết nhá. Cái này thì có khoảng 70 triệu thôi các bạn. Tặng cho nó mát. Viết nóng quá. Z mình thay là x cộng y này, z là x cộng y bằng đây là x cộng y trừ 1 cộng với 4y. Đó. Vậy modulus là gì? Modulus là căn của thực bình cộng ảo bình. Modulus là căn của thực bình cộng ảo bình. Thực ở đây là x bình cộng với ảo ở đây là y cộng 1 tất cả bình. Đúng không? Phần ảo y cộng 1 tất cả bình bằng bên này căn của phần thực ở đây là gì? Phần thực là phần không y này, x trừ 1 tất cả bình. Cộng với phần ảo ở đây là y cộng 4 tất cả bình. Rồi. Đó. Vậy thì ở đây rút gọn đi. Rút gọn đi, căn với căn là mất này, căn với căn là mất này, x bình là mất, y bình là mất này. Bên này nó còn 2y cộng 1 nhá. Bên này nó còn trừ 2x cộng 8y này. Chỗ này cộng 1 cộng 16 là cộng 17 này. Chuyển 2x sang thì thầy được là 2x 2y trừ đi 8y là trừ đi 6y trừ đi 16 thì bằng 0. Vậy chia tất cả cho 2 thì được x trừ 3y trừ 8 bằng 0. Đáp án C. Được chưa? 35C. Rồi, 35C nhá. Đấy. Bài này có bấm máy được không? Sao phải bấm máy một cái bài dễ như này nhỉ? Bài này dễ quá. Bài này kiểm tra module số vức thôi mà. Bài này mà không làm được nữa thì thôi thì các bạn. Thì thố gì? Nào, tiếp tục câu 36. Câu này lại khá là hơi dài này. 36. Rồi đấy, trong lúc thầy vẽ hình nhá, các em có thể sốc lại tinh thần một chút đi.
Chết rồi, quên không điểm danh. Quên không điểm danh. Tại vì hết 35 câu rồi. Bạn nào được full 35 câu comment thầy chữ F7 nè. Bạn nào full 35 câu các bạn comment thầy chữ F7 nha. Quên không điểm danh ấy. Điểm danh này có khi khí thế phết đấy các bạn. À quên. Đã bảo quên định bảo cái gì từ đầu giờ mà quên không nhớ. Quên mất. Hôm nay ngày gì các bạn? Hôm nay ngày gì nhỉ? Mùng 1 tháng gì các bạn? Mùng 1 tháng 6. Ok. Mùng 1 tháng 6 là ngày gì? Tết của thiếu nhi. Thế thì các em đã được ai tặng quà chưa? May các bạn đã được ai tặng quà chưa? Sao chưa ai tặng quà? Các bạn xem các em ăn ở thế nào lại không có ai tặng quà các bạn, thì thầy thấy là các em có vấn đề trong khâu ăn ở rồi. Ở thế điểm phẩy lại ở dưới nhá, cái người ra đề này người ta cứ thích điểm phẩy ở dưới nhỉ. Cái này mình phải lựa lựa đấy, lựa lựa theo cái hình nào dễ nhìn ấy. Bài này điểm phẩy ở dưới đi các em. Rồi. Ok, người ta cho là có AB bằng A phẩy bằng A, AB bằng A, A phẩy bằng A, AD bằng 2A. Rồi. Hình hộp chữ nhật đúng không? Hình hộp chữ nhật, đấy là hình chữ nhật nhé. Tính khoảng cách từ điểm C cho tới mặt phẳng AB, C cho tới AB phẩy D phẩy, ok. Ô, C à? C cho tới mặt phẳng AB phẩy D phẩy. Khó đấy nhỉ? Câu này bắt đầu khó này, khó này. Quay làm nhau đây. Hay đặt trục nhỉ? Có nên đặt trục không? Đặt bố nó trục vào, đúng không? Đỡ mệt người. Câu này làm khó thế nhỉ? Thôi, đặt trục cho nó nhanh. Nghĩ ngợi mệt đọc. Tôi đặt trục nhá. Đặt trục, được chưa? Tôi mệt lắm rồi, tôi không thể nào mà nghĩ ra cách giải nữa rồi. Tôi đặt bố trục vào, ok luôn. Thế như vậy đặt trục đặt vào đây luôn, bởi vì cái hình này đặt trục dễ quá, đúng không nhỉ? Đấy, OZ, được chưa? OX, OY. Rồi, đặt luôn trục vào. Và tìm mấy cái điểm cơ bản thôi nhá. Mình tìm mấy cái điểm cơ bản thôi các bạn nhá. A phẩy 000. Rồi, coi A bằng 1 nhá, coi A bằng 1 này, 1, 1, 2 này, được chưa? Như vậy là điểm A sẽ là 001. Điểm A 001. Rồi. Điểm D phẩy thuộc OX 200. Rồi. Điểm B phẩy thuộc OY 010, đúng chưa nhỉ? Điểm C phẩy làm quen rồi, 210. Ok. Thì cái điểm C đúng không? Cái điểm C. Như vậy điểm C, các em nhớ là trong lăng trụ đứng thì C giống hệt C phẩy ở X và Y, C giống hệt C phẩy ở X và Y là 2 và 1. Và cộng thêm trục Z nữa, trục Z bằng 1, 2, 1, 1. Được chưa? Đấy, vậy là thầy đã đặt trục xong cho những cái điểm liên quan đến bài toán. Bây giờ để tính khoảng cách từ điểm C cho tới mặt phẳng này, thầy sẽ lập phương trình mặt phẳng này đã. Thầy sẽ lập phương trình mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy. Để lập phương trình mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy thì có vector pháp tuyến, chính là tích có hướng của hai cái chỉ phương là A, B phẩy với A, D phẩy. Được không? Đấy, tích có hướng. Thì ta sẽ nhập tích có hướng này vào, bấm luôn. À, bấm luôn. Rồi. Vector A nào, B phẩy chữ A, AB phẩy nhá, B phẩy chữ A này, A đây này, A này. B phẩy chữ A 0 1 âm 1, được chưa? Tiếp theo, AD phẩy lấy D phẩy chữ A này, D phẩy chữ A 20 âm 1, được chưa? 20 âm 1. Rồi, tích có hướng nào. Như vậy nó là 122 1 2, 2, chốt nhá. Ngoài ra thì cái mặt phẳng này còn đi qua điểm A nữa. Điểm A là 001 đúng không? A phẩy BD là phải đi qua điểm A mà. Như vậy là chúng ta sẽ có được cái phương trình mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy sẽ là 1, 2, 2 X trừ 0, Y trừ 0 và Z trừ 1 bằng 0, đi qua điểm A đấy. Vậy nhân ra thì được X cộng 2Y cộng 2Z trừ 2 thì bằng 0. Đó. Vậy là chúng ta lại có đây rồi. Thế đúng nha. Thế là có mặt phẳng rồi. Bây giờ phần còn lại là họ yêu cầu tính khoảng cách từ điểm C thôi. Tính khoảng cách từ điểm C về đây thôi. Thì ta chốt nốt này. Vậy thì chốt lại khoảng cách từ C
cho tới mặt phẳng A, B phẩy, D phẩy thì bằng dòng trên à? Thay C vào đây. 2 thay vào X, 2, 1 thay vào Y, 2, 1 thay vào Z, 2, trừ đi 2. Trên căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình, A bình cộng B bình cộng C bình. Như vậy kết quả sẽ bằng trên tử là 4, 4 phần gì các bạn? 4 phần 3. Đáp án là S, được chưa? Người ta lại thích S rồi. 36C nhá, họ thích S rồi. Ui giời ơi, giờ này sắp thi rồi vẫn không biết đặt trục. Các bạn sống ở một cái vũ trụ nào vậy? Thế giới này là thế giới đa vũ trụ rồi. Giờ này mà các em còn không biết đặt trục nữa thì thầy đến chịu các em luôn đấy. Các bạn đang sống ở một cái vũ trụ mà không có đặt trục à? Cách này mà còn không hiểu là công ở một cái vũ trụ khác rồi. Đặt trục mà còn không biết thì thôi chịu luôn. Thôi, quyết định đặt trục nhá. Đặt trục mà còn không biết thì thế bây giờ thầy hỏi các bạn, sau mà các em có người yêu chẳng hạn, hoặc là chưa có người yêu, các em đi gọi là có câu chuyện. Thế nhớ bây giờ cái người yêu bạn hỏi em là anh có biết đặt trục không? Bây giờ bạn bảo không biết đặt trục thì câu chuyện nó tình yêu chấm dứt ở đấy à? Đúng không? Cái gì mình cũng phải biết một tí nhá, cái gì mình cũng phải biết một tí. Chứ bây giờ ngồi nói chuyện với người yêu bảo là hồi cấp 3 em học cách đặt trục hay lắm, lại bảo mình không biết đặt trục thế thì quê vãi. Thế các bạn phải học cách đặt trục vào nhá. Nào cô 37. 37 nào. Chịu ấy. Một bồn chứa dầu tinh luyện có hình dạng như hình vẽ. Ai chưa học đặt trục thì tìm kiếm bài đặt trục mà học. Biết chiều cao của bồn là 4,2 rồi, cái chiều cao này là 4,2 này, được chưa? Phần hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều. Ồ, hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều đây. Thiết diện qua trục của hình nón. Các bạn buồn cười nhỉ? Sắp thi đại học đến nơi rồi vẫn còn hỏi sao nhiều bạn lên mất gốc thế nhỉ? Thi đại học đến đít rồi vẫn còn hỏi là khi nào dùng đặt trục thì tôi chịu các bạn luôn rồi đấy. Sao lại không thể kẻ thẳng được ở đây nhỉ? À đây rồi. Rồi, thiết diện qua trục nhá, tam giác ABC là tam giác đều ạ. Tam giác à đâu không phải BC thì có rồi. AMN đi. AMN là tam giác đều nha. Đấy, thiết diện qua trục tam giác đều này. Thể tích khối trụ bằng 6 lần thể tích khối nón. Rồi, thể tích khối trụ bằng 6 lần thể tích của khối nón. Tính thể tích của cái này. Ok. Nào, thôi làm bài ơi. Bây giờ để tính thể tích thì chúng ta phải tính bán kính đáy và chiều cao đúng không? Các em phải nhớ là để tính thể tích thì các em phải tính được bán kính đáy, được chưa? Và tính được gì? Chiều cao. Thì có bán kính đáy có chiều cao thì mới có được chứ các bạn, đúng không? Đấy. Sao lại thế thầy dạy đi ạ? Cái thằng mệt mỏi này để avatar 29 điểm mà lại không biết đặt trục à? À thế khá khá căng đấy. Nào bắt đầu làm nhá. Bây giờ tính bán kính nhá. Các bạn sẽ thấy này, cái hình trụ ở trên với cái hình nón ở dưới đều có chung một bán kính đáy đúng không, đều có chung một bán kính đáy, cho nên tôi gọi bố cái bán kính đáy là x đi, thì gọi điểm này điểm ô nhá, gọi bán kính đáy là x đi, gọi r là x. R này là vì nó chung cho cả gì, chung cho cả hình trụ và hình nón, cho nên thầy gọi x chung luôn, được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ tính v trụ nào. Bây giờ chúng ta sẽ tính v trụ. Với ON là x, suy ra MN sẽ bằng 2x. MN bằng 2x. Như vậy suy ra là cái tam giác AMN, tam giác AMN là tam giác đều cạnh 2x. Tam giác AMN đều cạnh 2x vì thiết diện là tam giác đều mà. Này, thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh 2x, đúng không nhỉ? Đều cạnh 2x. Thế khi mà tam giác AMN là tam giác đều cạnh 2x thì chiều cao của nó là bao nhiêu? Chiều cao AO. Thì em còn nhớ là chiều cao ở trong tam giác đều AO này này. Chiều cao tam giác đều bằng cạnh nhân căn 3 trên 2. Cạnh là 2x nhân căn 3 trên 2, đúng không? Đấy. Vậy là AO sẽ bằng cạnh trên căn 3 22 lấy x căn 3, được chưa? X căn 3. Rồi, vậy là cái AO bằng x xy xy căn 3. Chốt chưa? Vậy nếu AO là x căn 3 thì cái BO sẽ là 4,2 trừ đi x căn 3.
Vì toàn bộ cái AB 4,2 mà, thế nên cái BO sẽ là 4,2 trừ x căn 3, đúng không? Lại bảo sai. Rồi như vậy nếu thầy gọi ON là x thì thầy tính được AO là x căn 3 vì nó là đường cao của tam giác đều. Do AB bằng 4,2 nên lấy 4,2 trừ đi x căn 3 là ra BO. Vậy bây giờ thầy tính thể tích khối trụ và thể tích khối nón. Đấy. Thầy tính V trụ, V khối trụ thì bằng PR bình nhân H, PR là x, PR bình nhân H. Đó, PR bình nhân H, R bình nhân H. Tiếp, thầy tính khối nón, V nón 1 phần 3 Pi R bình nhân H, H là x căn 3, được chưa nhỉ? 1 phần 3 Pi R bình nhân H, đấy là V nón. Mà V trụ gấp 6 lần V nón, mà V trụ gấp 6 lần V nón, suy ra V trụ Pi nhân x bình nhân 4,2 trừ x căn 3 gấp 6 lần V nón, 6 nhân 1 phần 3 Pi nhân với cả x bình nhân x căn 3, được chưa nhỉ? Đấy, và đây chính là cái phương trình mà các ông cần giải, được chưa? Phương trình các ông cần giải. Thế bây giờ thì thầy xin phép giải ra x nhá, thầy xin phép giải ra x xì nè. Thầy bấm này, bỏ chữ pi đi, bỏ chữ pi đi nhá. À, x bình, người lười thì lại thường chăm bấm máy tính. Đấy, đấy quy luật nó là như vậy, quy luật cuộc sống đấy. Xì bằng 6 nhân 1 phần 3 nhân x bình nhân x căn 3. Ok chưa? Vậy bấm shift can bằng. Shift can bằng. Người lười thì lại chăm bấm máy mà các bạn. Cuộc đời này không có gì là lười hết. Ừ, chỉ là lười cái này và chăm cái kia thôi. 0,808 à. Rồi như vậy x khoảng 0,808 nhé. 0,808. Ok. Rồi, thế như vậy là với x bằng 0,808 thì chúng ta có V trụ ở V nón luôn. Chốt. Như vậy ở đây thì nó sẽ lưu vào chữ An nhé. Cái này nó sẽ lưu vào chữ An đúng không? Thì về V trụ này, bấm luôn này, bấm luôn này. Lấy V trụ cộng V nón này. V trụ Pi nhân An bình nhân 4,2 trừ đi An căn 3. Đấy, đấy là V trụ cộng V nón này. 1 phần 3 Pi nhân An bình nhân An căn 3. Đấy, đúng không? Bằng 6,704, 6,704. Đáp án lại là D à, lại là D à. Lại D luôn. Ok, đấy. Thì đây là một câu hỏi mà hỏi các em vừa vừa trụ vừa nón, đúng không? Vừa trụ vừa nón. Ok chưa? Lại không ok nữa. Thế nhá. Thế như vậy bài này gọi lý do ta gọi thằng này là x bởi vì nó là chung cho cả hai bên, thì phát triển những thằng chiều cao theo x thôi. Ok. Tiếp, câu hỏi số 38 nào. Câu hỏi 38 nào. Cuộc này mà không làm được nữa thì thầy nghĩ là cuộc đời các em khó có người yêu lắm các bạn. Các bạn đừng có liên lập luận là tại sao thầy làm được mà thầy cũng không có người yêu, tại vì là bằng hồi bằng tuổi các em là thầy yêu cả làng rồi nhá. Hồi bằng tuổi các ông là thầy yêu hết cả làng rồi. Nên là bây giờ là hết người để yêu rồi. Thì chỉ có đợi lấy vợ thôi. Tầm chục năm nữa lấy được vợ. Đấy tôi biết ngay mà thầy làm được con yêu, tôi đoán có sai đâu. Kiểu gì cũng có ông lại bảo là thầy làm được có người yêu chưa mà. Bài này không cần phải mô đun hóa đâu, bài này không cần mô đun hóa, thay thẳng vào vẫn làm được luôn, bài này không cần mô đun hóa nhá. Sao lại làng toàn con trai, các bạn này buồn cười thật. Làng thầy 90% là con gái nhá. Các bạn này. Z bằng A cộng BI các bạn. Z bằng A cộng BI thầy vào đây. A cộng BI trừ đi 3 cộng với Y. Thì bằng mô đun Z không? Mô đun Z là căn của A bình cộng B bình luôn nhá. Đấy, nhân Y. Phần thực ở đây là A trừ 3. Rồi. Cộng phần ảo ở đây rút Y ra ngoài. Bên trong còn B cộng 1. Thì bằng căn của A bình cộng B bình nhân Y. Thế thì ở đây thực ra nó chỉ là hai số phức bằng nhau thôi. Nó là hai số phức bằng nhau thôi. Số phức bên trái bằng số phức bên phải khi nào? Khi thực bằng thực, ảo bằng ảo. Thực bên trái trừ 3 thì bằng thực bên phải là không. Ừ, phần này làm gì bên phải làm gì có thực. Thực bên phải là không. Còn ảo bên trái là cái hệ số của Y ấy, thì phải bằng ảo bên phải là hệ số của Y ấy. B cộng 1 thì bằng gì? Căn của A bình cộng B bình. Được chưa? Ừ. Thế thôi.
Rồi, thực bằng không, ảo bằng ảo. Ok, như vậy thì ra được A bằng 3 ở trên này, A bằng 3 này. Với A bằng 3 tay xuống dưới thì được B cộng 1, B cộng 1 thì sẽ bằng căn của 3 bình là 9, 9 cộng B bình. Vậy thầy giải phương trình này ngon lành ra A bằng 3. Cái này bình lên nhỉ? Bình lên thì mình được cái quái gì nhỉ? B bình cộng 2B cộng 1 thì bằng 9 cộng B bình à? Như vậy ở đây ta được A bằng 3 nhá. Và B bằng 4 đi. A bằng 3, B bằng 4. À, A 3, B 4. Như vậy S bằng 3 cộng 2 nhân 4. S sẽ bằng 10, 11. B nhá, 38B. Được chưa? 38B. Rồi. Ok, vẫn rất cơ bản thôi đúng không? Nào, nốt 39 để lên 40 nè, 39. Câu này dễ thôi, thực ảo bằng ảo thôi mà. Nào. Ừ, bài này thích thì module thì cũng được, tùy các ông nhá. Các ông thích làm cái gì làm, miễn ra đáp số cho tôi. Thế quay trở lại câu chuyện về cái làng của thầy ấy. Thì cái làng thầy thời đấy là 90% là phụ nữ, à là con gái. Đấy. Thì thầy đang nói là số lượng những cái người mà thấp tuổi hơn thầy ấy, nhưng yêu cả làng rồi các bạn. Đến cái mức mà con gái trong làng là kiểu ghét nhau, không nhìn mặt nhau cơ mà các em. Thế là về sau là bỏ làng ra đi hết, ra làng khác sống hết các bạn. Thế cái làng thầy nó không còn tồn tại đâu. Các bạn thấy lịch sử tình trường nó như thế mà. Phá hủy một ngôi làng mà không cần phải dùng đến súng ống và khói lửa. Nốt câu 39 rồi tặng iPad nha. Câu 39 này. Ba mươi chín. Tùy các bạn tin 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 thôi ạ. 39 đi. Cho mặt phẳng P đường thẳng D. Chung các em thầy nói không tin thì thầy nghĩ là ra đường các em chả tin ai cả. Người như các em thì các bạn biết ở trong phim ấy người ta có ai không? Tào Tháo đấy các bạn, đa nghi như Tào Tháo ấy. Các bạn biết tại sao người ta nói đa nghi như Tào Tháo không? Chắc chưa xem Tam Quốc bao giờ không? Đường thẳng delta nằm trong mặt phẳng P, thầy vẽ hình đã nhá. Xong bài này rồi thầy kể cho các bạn câu chuyện này. Đường thẳng delta nằm trong mặt phẳng P cắt và vuông góc với đường thẳng D à? Cắt và vuông góc với đường thẳng D cho trước. Đây, đường thẳng D vừa cắt delta mà lại vừa vuông góc với delta. Lập phương trình delta. Đúng không ạ? Lập phương trình delta. Rồi. Thế như vậy đây là câu hỏi lập phương trình đường thẳng các bạn nhé. Đây là câu hỏi lập phương trình đường thẳng. Nhưng quan trọng nhất là nó có dấu hiệu cái gì? Nào, đây là câu hỏi lập phương trình đường thẳng. Nhưng cái quan trọng nhất là nó có dấu hiệu gì? Nó có dấu hiệu cắt các bạn ạ. Nó có dấu hiệu cắt. Tất cả những cái bài tập thầy đã dạy rồi, tất cả những cái bài tập mà lập phương trình đường thẳng có dấu hiệu cắt thì đầu tiên là các em phải tìm ra cái điểm cắt đã. Đầu tiên là các bạn phải tìm ra cái điểm cắt đã. Thì ví dụ D nó cắt delta ở đây là tại điểm H, thì việc đầu tiên là các ông phải tìm ra cho tôi cái điểm H này đã. Khi tìm một điểm H thì mọi thứ sẽ tiếp tục sau nhá. Đấy thì bước thứ nhất. Rồi. Thì chúng ta phải tìm điểm H đi. Gì nhỉ? Nào bây giờ tìm được điểm H thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên ta thấy điểm H cần tìm thuộc đường thẳng D. Đường thẳng D là đường thẳng cho trước này. Như vậy thì chúng ta sẽ quy cái điểm H này theo tham số T bằng cách là cho toàn bộ cái đường thẳng D mà đi qua H này này bằng nhau bằng T đúng không? Như vậy điểm H vì thuộc đường thẳng D cho nên là điểm H sẽ có tọa độ như sau. Nào x của H này. X trừ 3 trên 2 bằng T, như vậy x sẽ bằng 2T cộng 3. X bằng 2T cộng 3. Rồi. Y bằng cái này bằng T, y bằng T cộng 1. Rồi. Và z bằng 3T cộng 1. Rồi. Rồi, đấy là điểm H, được chưa nhỉ? Tiếp theo làm thế nào để tìm ra là điểm H này? Thì các em thấy là cái điểm H này này, ngoài việc thuộc D nhá. Thì do D nó cắt delta mà delta lại nằm trong P. Như vậy thì H này cũng phải thuộc P đúng không? Vì H thuộc delta mà, cho nên H cũng thuộc P. Đấy, vì H cũng thuộc delta cho nên H này cũng thuộc mặt phẳng P. Vậy nếu H thuộc mặt phẳng P thì các em sẽ lấy điểm H này các em thay vào mặt phẳng P cho thầy. Như vậy thầy sẽ suy ra được cái phương trình sau. Lấy điểm H này
thay vào mặt phẳng P vì nó thuộc mà. Hoành thay vào x 2t cộng 3. Tung thay vào y cộng với 2 lần t cộng 1. Trừ đi 2 lần đây thay vào z 3t cộng 1. Và trừ đi 3 thì bằng 0. Đó. Và từ đây thì chúng ta tìm ra t để tìm ra h, như vậy t sẽ bằng. Rồi, lười thì lại phải chăm bấm máy thôi. 2t cộng 3 cộng với 2 lần t cộng 1 trừ đi 2 lần 3t cộng 1 trừ 3. Rồi, ship k. Như vậy t, sao t bằng 0 nhỉ? T bằng 0 à? Rồi, t bằng 0. T bằng 0 như vậy là thầy có điểm h sẽ là 3 1 1. Rồi. Như vậy việc đầu tiên là thầy tìm một điểm h. Tức là cái đường thẳng delta ấy, tức là cái đường thẳng delta thầy cần lập đã đi qua điểm h là 3 1 1 rồi. Mà các em có biết không? Chắc là biết thôi. Đó là để lập được delta thì ngoài yếu tố về điểm thì các em còn phải tìm được vector chỉ gì các bạn? Chỉ phương nữa. Thế để tìm được vector chỉ phương thì người ta sẽ lôi ra hai vector vuông góc, đúng không nhỉ? Tích có hướng của hai vector vuông góc sẽ ra vector chỉ phương. Vậy thì cái đường thẳng delta màu đỏ này vuông góc với những cái gì? Thì em sẽ thấy delta màu đỏ này nó vuông góc với D là 1, có đúng không? Vuông góc với D, tức là vuông góc với UD đấy. Vuông góc với D tức là vuông góc với UD. Ngoài ra thì cái delta này này nó nằm trên P, cho nên nó sẽ vuông góc nốt với cái NP, đúng không? Nó vuông góc với NP. Đấy, như vậy là U delta cũng vuông góc với NP. NP. Như vậy tôi suy ra được là U của delta sẽ bằng tích có hướng của hai cái ông này, tích có hướng của UD và NP là hai cái vuông góc. Tích có hướng của hai cái vuông thì ra cái chỉ phương UD và NP. Được chưa ạ? Trong đó thì UD là gì và NP là gì? Trong đó thì UD. UD của nó là 213. 213. Còn NP của nó là gì? NP, NP là 1 2 âm 2. 1 2 âm 2. Đấy, thì tích có hướng của hai cái vuông góc sẽ ra cái chỉ phương. Đúng không? 2 1 3. Rồi. 1 2 âm 2. Rồi. Như vậy nó là -8 7 3. -8 7 3. Chốt. Hết rồi đấy. Vậy cuối cùng là đường thẳng này có chỉ phương -8 7 3 và đi qua điểm H 3 1 1. Vậy -8 7 3 và 3 1 1 thì nó là đáp án gì? Đó phải là đáp án không biết. Rồi. Và 9 đáp án gì đây? Đấy. Thì ở đây các bạn phải nhìn cái vector chỉ phương cái này, -8 7 3 ấy, thì chỉ có đáp án không biết luôn. Đáp án B và đáp án C là sai rồi. B, C sai luôn rồi. Tại vì là chỉ phương này không cùng phương với cả -8 7 3 nhá. Thì chỉ có thể là đáp án D hoặc đáp án A thôi. -8 7 3 hoặc là 8 -7 -3 cũng thế. Thế bây giờ điểm H này thuộc cái gì? Điểm H này thuộc cái gì thì người ta mớm các bạn đáp án D ấy. Mớm thôi, cái gì càng mớm thì càng không được ăn nhá. Phải thay vào đây này. 3 thì thay vào đây, 3 phải thay vào x, 1 thì thay vào y, 1 thì thay vào z. Thì bạn thấy một điều là phân số thứ nhất bằng -1, phân số thứ hai cũng bằng -1, phân số thứ ba cũng bằng -1. Như vậy khi thay x bằng 3, y bằng 1, z bằng 1 vào đây thì mình ra ba phân số bằng nhau bằng -1, tức là đúng. Tức là điểm 3 1 1 này có thuộc đáp án A. Vì vậy đáp án đúng phải là A. Đấy, người ra đề người ta đã vô cùng là khéo léo rồi để người ta mớm cho các bạn nhá. Đây mớm thứ nhất là mớm bằng cái đáp án C này, 3 1 1 này. Mớm thứ hai là mớm bằng cái đáp án D với chỉ phương là -8 7 3 này, nhưng mà không, mớm là không được ăn. Đấy. Được chưa? Rồi. Ok, đây là câu 39. Phải cẩn thận nhá, mình phải cẩn thận. Ok. Rồi. Thôi nốt câu 40 tặng iPad nhỉ. 40 nè, một câu hỏi khá là easy. Ba 40 40. Sao lại hóng ảnh nóng của thầy đang nóng vãi trường đây.
Hôm nào mà các bạn muốn có cái ảnh nóng của thầy ấy thì tầm khoảng 11 12 giờ trưa các em ra trường Đại học Bách khoa Hà Nội ấy, thầy hay ngồi uống cà phê ở đấy, thầy hay ngồi uống ở vỉa hè ấy. Mấy hôm nay các bạn thích ảnh nóng của thầy thì thầy ngồi đấy các bạn chụp. Đảm bảo các bạn nóng 42 độ. Để chụp mà đi khoe mọi người nhá. Trần Minh Hiếu thầy còn nhớ em không á? Thực ra là cũng không nhớ lắm thì mà thôi cũng tạm. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ giải thích cái vấn đề này đã nhá. Bài này này, cái này là UV này, cái này là tích phân UV này, nhưng cái này là tích phân từng phần, à tích phân đổi biến đặt T này, đúng không? Ừ. Ok, nào. Thầy xét cái tích phân ban đầu đấy nha, xét tích phân từ 1 tới e của 1 cộng f của ln x trên x dx bằng 2. Đây. Thực ra thì đầu tiên mình phải xét cái tích phân này đã. Thầy sinh năm bao nhiêu á? Thì cứ trừ đi 51 thôi. 2023 trừ 51 là bao nhiêu nhỉ? 1972 em. Ừ, 1972. Uầy. 1972 là bằng luôn mẹ người yêu cũ mình. Sợ thật. Tích phân từ 1 của 1 trên x thầy tách đôi này của 1 trên x dx cộng với tích phân từ 1 tới e của f ln x trên x dx rồi thì bằng 2 đúng không ạ? Tích phân từ 1 tới e của 1 trên x dx tích phân từ 1 đến e của 1 trên x dx. Đây mình bấm máy nhá. Tích phân từ 1 đến e của 1 trên x dx bằng 1 luôn các bạn, bằng 1 luôn. Ừ, thay bằng 1 này. Như vậy thì từ đây ta sẽ suy được ngay là cái mà người ta muốn cho ấy, cái mà người ta muốn cho chính là cái tích phân còn lại này, đúng không? Đây, thay bằng 1 rồi bấm máy này thì chuyển vế sang. Như vậy là cái người ta muốn cho là tích phân từ 1 tới e của f ln x trên x dx thì bằng 2 trừ 1, 2 trừ 1 bằng 1. Đây, đây là cái người ta muốn cho. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Đặt T nào, chúng ta bắt đầu từ đây đặt T nhá. Ta có thấy dấu hiệu này, cứ hàm hợp, cứ ép hợp nhá, cứ hàm hợp ta đặt là T, được chưa ạ? Đặt ln x bằng T. Đặt ln x bằng T. Đặt ln x bằng T như vậy đổi biến thì đổi cận, đổi biến thì đổi cận. X chạy từ 1 đến e, x chạy từ 1 cho tới e. 1 theo vào đây, ln 1 thì là 0. E theo vào đây, ln e là 1, tức là t chạy từ 0 đến 1. Quay trở lại đây vi phân được ln x đã bằng 1 trên x, 1 trên x dx thì bằng dt. Như vậy là cái tích phân này, tích phân từ 1 đến e thì tiến hành tích phân từ 0 đến 1. Tích phân từ 0 đến 1 của f ln x là ft. Còn dx trên x là dt. Đó, như vậy nó biến thành tích phân từ 0 đến 1 của ft dt, d trên x là dt mà. Mà tích phân từ 0 đến 1 của ft dt thì bằng tích phân từ 0 tới 1 của fx dx. Đó. Đổi cận được, đúng không? Mà người ta lại còn bằng bằng 1 nữa chứ, đúng không? Bằng 1. Rồi, như vậy người ta cho mình cái này, mình đã biến đổi được ra cánh màu hồng rồi. Từ cái màu đỏ nhá, mình đã hạ tông nó xuống cái màu hồng rồi. Sau phương pháp đổi biến, được chưa? Bây giờ thì mình sẽ tính luôn cái tích phân này, là mình sẽ tính tích phân này. Tích phân này muốn tính là phải dùng UV đấy các bạn, tính tích phân từng phần UV đấy. Nào, bước tiếp theo. Chúng ta sẽ tính tích phân từ 0 đến 1 của x nhân f(x) dx. Rồi, UV nào. Đặt x bằng u. Đặt x bằng u. Và f(x) dx là dv. f(x) dx thì bằng dv. Trên thì vi phân, trên vi phân x đạo hàm là 1 dx. Dưới thì nguyên hàm của f phẩy là fx. Như vậy dẫn tới là cái tích phân cần tính thì gọi tên là y đi sẽ bằng nhân chéo này. Đây nhân đây, x nhân fx. X nhân fx sổ cận xuống từ 0 đến 1. X nhân fx từ 0 đến 1, sổ cận luôn nhá. Trừ đi tích phân của hai thằng hành nhân với nhau từ 0 đến 1 của fx nhân dx, fx dx. Được chưa? Và như vậy ta được y sẽ bằng thay số này. 1 thay vào đây,
1 thay vào trước, 1 nhân F1, 1 nhân F1 là F1. Trừ đi 0 thay vào đây, 0 nhân gì thì vẫn là 0, mất. Trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của fx dx. Đấy. Mà đề người ta cho hết rồi. F1 đề cho các bạn ạ, đề cho F1 bằng 1/3 các em, đề cho F1 bằng 1/3, như vậy đây là 1/3. Trừ đi cái tích phân từ 0 đến 1 này chính là cái màu hồng vừa mới tính xong là trừ đi 1. Như vậy 1/3 trừ 1 là âm 2/3. Đáp án là âm 2/3. Rồi. Là đáp án B. 40B nhá. Rồi, thế là được 8 điểm ở đây. Thì bạn nào ở đây đã đúng được hoàn toàn 8 điểm. Sao lại thầy sinh năm 97 các bạn lại buồn cười nhỉ? Vừa nói sinh năm 72 xong lại 97 được các bạn. Các bạn có ý thức con số kém thế nhỉ? Nào thôi nghỉ giải lao tí chơi iPad nhỉ. Nghỉ giải lao tí chơi iPad nhá. Bây giờ thì do là chúng ta cũng đã ui giời. Câu 41 lại chơi bốc thăm trúng thưởng luôn này, đúng là có duyên thật sự luôn các bạn. Ui lại còn có cả duyên đấy chứ. Vừa có từ duyên lại còn chơi bốc thăm trúng thưởng. Thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái này là rất có duyên đấy. Chúng ta sẽ chơi bốc thăm trúng thưởng trúng iPad nhá. Nào, cuộc thi tặng iPad luôn. Cái này là do tự nhiên nó rơi đúng vào cái câu này của đề Nghệ An nhá. Cái này là của đề Nghệ An đấy, chứ không phải là đề của thầy đâu. Thì thôi, thì đã có duyên như vậy thì chúng ta tặng iPad nhau nào. Rồi. Thì thể lệ cuộc chơi iPad ngày hôm nay nó vô cùng là đơn giản thôi. Rất đơn giản thôi. Đầu tiên là các em đã phải làm được 5 điểm cộng trở lên đã nhá. Tức là các bạn phải có được làm đúng được 25 câu ở đấy trở lên. Thứ hai cũng là đã thả tim nhá, đã thả tim live stream, được chưa? Chưa thầy mà mò ra các bạn chưa thả tim là không iPad này cùng đi đâu. Thứ ba đó là các em phải comment một số bất kỳ. Ở đây đang có 1.300 người à? 1.300 người thì hôm nay thì thầy sẽ đặt cách cho các em nhá. Đặt cách cho các em, bình thường là thầy bắt các em comment từ 1 đến 1 tỷ ấy. Thì hôm nay vì là có 1.300 người cho nên là thầy cũng chỉ yêu cầu các em comment từ 1.300 đến 1.300 cho đến 130 triệu thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ comment các số từ 1.300 cho tới 130 triệu nhá. Đấy. Comment bao nhiêu số thỏa thích luôn nhá. Các bạn thích comment bao số cũng được. Thì chỉ cần trúng một số thôi, chỉ cần trúng một số thôi trong số các số các em comment thì một chiếc iPad trị giá 70 triệu đồng dành cho tất cả những người comment trúng. Đấy, chiếc iPad trị giá 70 triệu đồng sẽ dành cho tất cả các bạn comment đúng nha. Được chưa? Rồi, và cái kết quả của chúng mình thì cũng sẽ lấy ở trên trang web uy tín nhất của thế giới thôi, đó là trang random.org, đúng không? Trang random.org, được chưa? Đấy, thì bây giờ thầy sẽ bật phần comment lên này, được không nhỉ? Rồi nhá, để đây cho nó khách quan nhá, không các bạn lại bảo các bạn comment rồi xong thầy lại chối nhá. Đây, thầy để comment trước mặt các bạn đây, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ... Đây, trang random.org là trang random số uy tín nhất thế giới hiện nay. Nó cho phép chúng ta chọn số bắt đầu là số 1.300 và số kết thúc là số 130 triệu. 3 triệu 123 123. Ok. Đó. Thì bây giờ thầy chỉ cần gõ cái chữ đấy, cái chữ tiếng Anh gì ở dưới đấy, kích vào đấy thôi là các em sẽ có một cái iPad trị giá 50 triệu 70 triệu iPad ROI 70 triệu, được chưa? Nào, bây giờ thỏa thích đây. Đấy, bây giờ là lúc cuộc thời của các em đến rồi đấy nha. Thời các bạn đến rồi, các bạn chiến đi. Rồi, trong lúc các bạn chiến thì thầy xin phép uống cốc nước. Các em comment bao nhiêu tùy thích nhá, miễn là đúng là được nhá, đúng là được. Thì kể cả các em có không muốn lấy cái iPad này thầy cũng bắt các em phải lấy luôn các bạn nhá. Ví dụ mà các em comment đúng ấy, xong các em bảo là thôi thầy ơi, em comment đùa thôi, em không lấy iPad đâu, thầy ép các em phải lấy luôn các bạn. Các bạn đang ngủ ở trên ở nhà, thầy đến tận nhà thầy đập cửa và bắt lấy iPad luôn nha. Cố lên. Lại bảo bịp, sao lại bịp nhỉ? Có 130 triệu số mà các bạn còn không chọn đúng thì làm sao mà trên thế giới có 8 tỷ người mà các em lại chọn được người hợp với mình? Cái tỷ lệ 1 trên 130 triệu mà các bạn còn không làm được thì cái tỷ lệ 1 trên 8 tỷ thì thầy nghĩ là các em không bao giờ tìm được người hợp với mình đâu. Chán. Lại trò chơi không bao giờ thắng.
Các ông 1 trên 8 tỷ các ông còn chọn được thì các bạn. Thôi rồi nhá, chúng ta còn 20 giây nữa nhá. Chúng ta còn 20 giây. Thế đếm ngược này. 20, 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Ôi, màn hình tắt luôn. Các bạn thấy thầy đỉnh không? Thầy căn giờ cái iPad nó hết cả pin. À đâu, căn giờ iPad nó hết cả sáng, nó tự tắt luôn. Các bạn thấy đỉnh không? Đấy, người nó phải như thế các bạn. Rồi. Nào, bây giờ thầy sẽ bấm vào nút này nhá. Bấm lại. Như vậy thì số may mắn của ngày hôm nay của chúng ta sẽ là số bao nhiêu đây? Rồi, như vậy kết quả của chúng ta ngày hôm nay là số 72.078.906. Thầy xin nhắc lại, số trúng thưởng ngày hôm nay của các em là số 72.078.906. Những ai mà các em comment đúng số này thì thầy sẽ tặng cho các em một chiếc iPad 70 triệu. Được chưa? Rồi, các bạn tất nhiên là các em phải comment trước khi thầy bấm rồi. Thế còn sau khi thầy bấm thì ví dụ như mấy cái ông Hoàng Quang Thịnh với cả ông Tuấn Anh với ông Phan Việt Hoàng thì mấy ông đấy thì là bịp rồi. Đấy mới là bịp nhá, bịp đấy là bịp thật. Được chưa? Thì thầy cũng một cái lưu ý là các em phải nhớ cái con số các em comment nhá. Bởi vì thầy hình như thầy có vẻ thầy quan sát rằng là các em comment con số gì các em còn không nhớ hay sao vậy. Thì thôi thầy cũng sẽ tìm cho các bạn nha. Ok. Đấy, có rất nhiều bạn trúng thưởng này. Tuấn Anh trúng rồi này, Trần Hoài Thương trúng này, Mạnh Nguyễn trúng này, được chưa? Nguyễn Mỹ Lệ thì trúng gió à? À, bạn này trúng gió rồi. Ok. Ok, thôi, học nhá. Ok, chấm chấm chấm, trúng rồi, tốt. Rồi. Đấy, như vậy là có rất nhiều bạn đã trúng iPad rồi. Thì thầy rất là vui mừng. Thì tí thầy sẽ xin mẹ khoảng 700 triệu nhá, để thầy mua 10 cái iPad tặng 10 bạn đã trúng nha. Ok luôn. Nào, thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Rồi, nhiều bạn trúng mà, thầy biết, nhiều bạn, rất nhiều bạn trúng. Ok. Thầy đã nhớ tên các bạn trúng rồi nhá. Thầy xin mẹ 700 triệu để mua 10 cái iPad cho các em à. Ra tiếp tục câu 41. Đấy, quay trở lại câu bốc thăm trúng thưởng à. Rồi, trong lúc thầy xóa chữ đi nhá, các bạn làm câu 41 nào. Đây là đề của Nghệ An đấy các bạn. Bạn Duyên tham gia một trò chơi bốc thăm trúng thưởng. Có 50 lá thăm. Bốc 50 lá, bốc làm gì? Đây người ta bốc mấy trăm, cả trăm triệu lá, người ta còn không kêu, còn không khoe đó. Bốc 50 lá rồi ra đề bài. Có tất cả 50 lá thăm, trong đó có 10 lá thăm trúng thưởng và 40 lá thăm không trúng thưởng. 10 lá trúng thưởng và 40 lá không trúng thưởng. Duyên chọn ngẫu nhiên 2 lá. Rồi, tính xác suất để Duyên trúng thưởng. Ở đây có bạn nào tên Duyên không nhỉ? Ừ, thầy hỏi thôi chứ không phải là tặng iPad. Bảo bạn nào tên Duyên thì bạn vào bốc của thầy xem xác suất là bao nhiêu thôi. Nào, câu hỏi số 41 nào. Đây là một câu hỏi xác suất, cho nên việc đầu tiên là chúng ta phải tính không gian mẫu đã. Không gian mẫu là chọn ngẫu nhiên 2 lá này, chọn ngẫu nhiên 2 lá trong 50 lá, rồi chọn 2 lá trong 50 lá, C250. Bây giờ người ta yêu cầu là tính xác suất để Duyên trúng thưởng. Tính xác suất để Duyên trúng thưởng thì mình sẽ làm ngược lại đi. Ngược lại là Duyên không trúng thưởng, tức là bốc toàn được không trúng thưởng thôi. Biến cố đối này, biến cố đối sẽ là Duyên không trúng thưởng. Để Duyên không trúng thưởng ấy thì cả 2 lá đều phải là không trúng, đúng không? Đấy, để Duyên không trúng thưởng thì cả hai lá đều phải không trúng. Và muốn hai lá không trúng thì tức là số trường hợp sẽ là chọn hai lá không trúng trong 40 lá không trúng nhá. Chọn hai lá trong 40 lá không trúng. Như vậy số phần tử của biến cố này là chọn C2 của 40. Như vậy xác suất để Duyên không trúng thưởng là C240 chia cho C250. Thì đấy là Duyên không trúng thưởng, và từ đấy mới suy ra xác suất Duyên trúng thưởng. Duyên trúng thưởng sẽ là biến cố đối, đúng không? Xác suất có biến cố đối. 1 trừ đi. 1 trừ đi. Rồi, và chúng ta bấm máy thôi. Mấy bạn này buồn cười nhỉ? Các bạn bốc không, các bạn comment không trúng, các bạn lại trách thầy là thế nào?
Em phải tự trách mình bấm nó không ra số chứ. 89 phần 245. Ây, 89 phần 240. Nhầm. Nhá, 41 đáp án là A. Được chưa? Rồi, câu này khá dễ thôi. Câu này nói chung là để minh họa cho cái trò chơi của chúng mình mà. Tiếp, 42. 42 nào. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số trên có hai điểm cực trị thỏa mãn góc AOB bằng 90 độ. Như vậy đây là bài biện luận cực trị. Ở trong đề minh họa của các em thì cũng có một bài biện luận cực trị. Thì có lẽ là đề thi này người ta cũng muốn như vậy. Nhưng không khó lắm đúng không? Nào chúng ta sẽ tiếp. Bài toán liên quan đến cực trị. Như vậy đầu tiên chúng ta phải xét phương trình y phẩy bằng 0. Bởi vì đây là phương trình sinh cực trị mà. Được chưa? Chúng ta sẽ xét y tính y phẩy bằng 0. Y phẩy thì bằng 3x bình phương trừ đi 6x. Tiếp tục giải y phẩy bằng 0. Giải y phẩy bằng 0 là nơi sinh cực trị không? Như vậy ta được là 3x bình phương trừ đi 6x thì bằng 0. Và 3x bình phương trừ 6x bằng 0 thì x bằng 0 và x bằng 2. X bằng 0 và x bằng 2. Ồ, thế thì ra được luôn điểm cực trị rồi. Ở đây các em nhớ là điểm cực trị AB của đồ thị hàm số ấy thì nó phải có cả tung độ cả y nữa. Vậy với x bằng 0 em thay vào y này. X bằng 0 y sẽ bằng m. Và x bằng 2 ở đây thì y sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 8 trừ 2 là bấm 4, m trừ 4. Đúng không? Rồi. Rồi như vậy là thầy có điểm A, lúc này thầy có điểm A là x bằng 0 y bằng m. Thầy có điểm B là x bằng 2 y bằng m trừ 4. X bằng 2 y bằng m trừ 4. Đấy. Rồi. Vậy bây giờ để góc AOB bằng 90 độ. Để góc AOB bằng 90 độ, tức là AO vuông góc với BO. Có nghĩa là OA vuông góc với cả OB. Mà OA vuông góc với OB tức là OA vector OA nhân vector OB bằng 0. Trong đó vector OA lấy điểm A chỉ điểm O này. O là 0,0 nhá, O là 0,0 các bạn nhá. A trừ O là 0m luôn. Vector OB này, B trừ O này. 2 và m trừ 4, đúng không? Rồi như vậy nhân vào. Và nhân vô hướng hoành nhân hoành, cộng tung nhân tung, hoành nhân hoành là 0. Cộng tung nhân tung. Bằng 0. Được chưa? Như vậy đây ta được là m bằng 0 và m bằng 4. Ok, đáp án là gì nhỉ? M bằng 0 và m bằng 4, được chưa nhỉ? 42 đáp án là gì? Là C. Rồi, 42 đáp án phải là C. Vì sao phải là C? Không này loại, biết vì sao loại không? M bằng 0 loại biết vì sao không? Vì nếu m bằng 0 ý, thì điểm A nó lại thành 0,0 mất rồi thì làm sao mà tạo thành góc 90 độ được? Đúng không? Nếu m bằng 0 điểm A thành 0,0 mất rồi. 0,0 là điểm O mà có phải điểm A đâu. Cho nên m phải khác 0, m phải khác 0. Nếu không điểm A trùng với điểm O thì làm gì còn góc AOB nữa. Như vậy phải loại đi, được chưa? 42 m bằng 0 C. Ok, 43. Biện luận min max. Nào, 43. Tính y phẩy giải phải bằng 0 thôi. Tính y phẩy giải phải bằng 0 thôi. C2 thì là đấy là cả hai phiếu trúng rồi. Người ta bảo trúng thưởng có phải là bảo hai phiếu trúng đâu. Nào. Câu hỏi rất là đơn giản, câu 43. Tính y phẩy giải y phẩy bằng 0 là xong. Tính y phẩy giải y phẩy bằng 0 nhá. Gì phải quay lại chụp màn hình cái gì? Cái này có gì đâu mà chụp màn hình nhỉ? 43 nào. Vì bài toán liên quan tới min max, vì bài toán liên quan đến min max cho nên chúng ta tính y phẩy và giải y phẩy bằng 0. Tính f phẩy. F phẩy bằng 3x bình phương trừ đi 6x cộng hai đáp án mất x này 3 lần m bình trừ 2m cộng 2. Rồi tính f phẩy. Được chưa? Tiếp nào giải y phẩy bằng 0. Tuy nhiên các bạn để ý này, cái y phẩy bằng 0 này ấy, là không giải đâu. Vì cái này các em phải cực kỳ tinh tế. Các bạn phải rất tinh tế như sau. Các em để ý cho thầy nhé, là cái m bình phương ấy, m bình phương trừ 2m
Cộng 2 thì có phải là cộng 1 với cộng 1 không? Đúng không? Thế thì ở đây mình mới thấy này, nhận xét nhanh này. Thứ nhất, đấy là cái thằng này thì luôn lớn bằng 0 rồi, hàm đẳng thức thằng này luôn lớn bằng 0 rồi. Đúng không nhỉ? Thì cộng với 1 thì thằng này luôn lớn bằng 1 rồi. Thằng này hàm đẳng thức m bình trừ m trừ 1 tất cả bình mà. Lớn bằng 0 cộng 1 thì là lớn bằng 1. Lớn bằng 1 nhân 3, lớn bằng 1 nhân 3 thì thằng này luôn lớn bằng 3. Chuẩn chưa? Có hiểu không đấy? Đấy, thằng này lớn bằng 0 này cộng với 1 thì cả cái ngoặc này lớn bằng 1 này, cả cái ngoặc lớn bằng 1 nhân 3 thì phải lớn bằng 3. Tiếp, thằng này có vấn đề. Bài này người ta bảo x chạy từ trừ 1 đến 1 thì xin phép các bạn table thằng này một cái. Thầy table thằng này một cái. 3x bình phương này nha, xin phép các bạn. 3x bình phương trừ đi 6x cho chạy từ trừ 1 đến 1. 1 kết thúc bằng 1. Vậy step là 2 chia 19. Thì sau đó thì thầy sẽ nhìn thấy cái fx này, tức là cái biểu thức này này. Thầy biểu thức này là thầy nhập vào table này, thầy sẽ nhìn thấy biểu thức này. Thì thầy thấy là biểu thức này ấy có giá trị bé nhất bằng âm 3. Biểu thức này có giá trị bé nhất là âm 3 các bạn. À. Sau khi quét table xong thì các em thấy là biểu thức này có giá trị bé nhất là âm 3. Đấy các bạn nhìn mà xem, nó đi từ 9 xuống âm 3 mà. Vậy giá trị bé nhất của nó là âm 3. Âm 3 như vậy có nghĩa là thằng này lớn hoặc bằng âm 3. Giá trị bé nhất của nó là âm 3 mà, tức là nó lớn bằng âm 3. Vậy thì cái f(x) này có gì đặc biệt? f(x) thì bằng một số lớn hoặc bằng âm 3 cộng với một số lớn hoặc bằng 3. Vậy cộng hai vế vào. Cái này âm 3 cộng 3, như vậy suy ra f(x) lớn bằng 0. Chuẩn chưa? Đồng biến, đúng chính xác, đồng biến. Đấy, đồng biến. Rồi. Thế như vậy là ta vẽ bảng biến thiên của f(x), f(x). Rồi, vẽ bảng biến thiên nhá. X f(x) f(x). Ở bài toán này thì x nó chỉ chạy trên âm 1 đến 1 thôi. Bài toán này x chỉ chạy từ âm 1 cho đến 1 thôi. Ở đây thì các em thấy là f' thì luôn dương, f' thì luôn dương. Như vậy là mũi tên đi gì các bạn? Đi lên, f' luôn dương, mũi tên đi lên. Nếu mũi tên đi lên thì đâu mới là giá trị lớn nhất? Đấy, người ta cần tìm giá trị lớn nhất. Đấy không? Vậy thì khi mũi tên đi lên thì giá trị lớn nhất của nó phải ứng với cả x bằng 1. Đây sẽ là ứng với giá trị lớn nhất. Đấy. Vậy max của fx đạt tại x bằng 1. Được chưa? Đi lên mà. Vậy max fx đạt tại x bằng 1. Ok. Và khi đó f1 sẽ bằng, tại x bằng 1 f1 sẽ bằng. Nào, thay 1 vào fx cho tôi. Thay 1 vào đây. 1 trừ 3, 1 trừ đi 3 này. 1 trừ đi 3 cộng 3 lần m bình trừ 2m cộng 2 cộng m. Như vậy thì bằng 3m bình phương trừ đi 6m, trừ 6m mà cộng m là trừ 5m thôi. Chỗ này 1 trừ 3 là âm 2, âm 2 mà cộng 6 là cộng 4. Đấy, thì đây chính là giá trị lớn nhất đây, đúng không? 3m bình trừ 5m cộng 6 trừ 2 cộng 4. Và giá trị lớn nhất này người ta bảo bằng 2 không các em? Giá trị lớn nhất bằng 2 này các bạn. Giá trị lớn nhất bằng 2. Như vậy em cho F1 này giá trị lớn nhất và bằng 2. Hết. Vậy phương trình giải nốt thôi. Vậy thầy được 3m bình phương trừ 5m cộng 2 bằng 0. Vậy nhẹ nhàng thầy có m bằng 1 và m bằng 2/2/3. Rồi, m bằng 1 và m bằng 2/3. Vậy người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi thầy là tổng giá trị của m. Người ta hỏi thầy tổng giá trị của m là gì? Thì thầy lấy 1 cộng 2/3. 1 cộng 2/3 là 5/3. 43 đáp án là A. 43A. Đó. Thì đây là một câu mình phải khéo léo trong khâu khảo sát bảng biến thiên. Bởi vì chúng ta thấy là hai cái biểu thức này nó khá là đặc biệt. Đúng không? Đặc biệt tiếng Anh là gì nhỉ? Special. Rồi. Đấy. Chúng ta phải để ý cái điều đó nhá. Chứ không là móm luôn. Ok. Tiếp tục 44 nào. Một câu rất là very easy. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi fx và f'. Câu này thì bản chất của nó là câu tìm fx thôi. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi fx và f'. Thực ra thì cuối cùng muốn tính được diện tích hình phẳng thì em phải tìm được fx là gì, phải tìm được f' là gì, đúng không? Tìm được fx là gì và tìm được f' là gì. Thầy không buồn ngủ á? Có buồn ngủ cho em. Nhưng mà phải like xong cái nội dung của đề ngày hôm nay đã.
Đi tìm fx và tìm f phẩy cho thầy đấy. Nào, bạn tìm cho tôi fx là gì, bạn tìm cho tôi f phẩy là gì, trong khi tôi đã cho thầy, à tôi đã cho các em x mũ 3 cộng ax bình cộng bx là fx rồi. Tìm đi. Câu này mà không làm được thì thầy nghĩ là khó cho các em để có một cái điểm số nó cao cao tí đấy. Câu này là chỉ cần bình rất là dễ thôi. Hiếp quá. Hay mới có hơn 2 ngày, 2 ngày rưỡi không gội đầu mà tóc không vào nếp luôn các bạn. Tóc này vào nếp đẹp nhất khi nào biết không? Đấy là khi gội đầu xong và được sấy đúng kiểu, xong bôi một chút, người ta gọi là pomade vào đấy, u rồi vuốt lên như quý ông các bạn. Nhưng được khoảng 10 phút đi ra đường cái là tóc nó bắt đầu bệt bệt rồi. Thì xong khoảng tầm 2 ngày không gội thì nó sẽ như thế này. Nào tiếp theo, chúng ta bắt đầu đến câu này nhá. Ôi tính f phẩy mà không làm được. Đây là đồ thị f phẩy này. Biết rằng y bằng f phẩy có đồ thị như hình vẽ. Trời ơi, f phẩy có đồ thị như hình vẽ mà không làm được à? Nào, ta bắt đầu làm đây nhá. Ta có fx bằng x mũ 3 cộng ax bình phương cộng bx. Như vậy thầy suy ra được f(x). f(x) thì bằng bao nhiêu đây? 3x bình phương cộng 2 lần ax cộng với b. Thế bây giờ đây là f(x), còn đây là đồ thị f(y) đúng không? Thì bạn thấy là f(x) ở đây này, nó cắt trục ngoành ở đây. Tức là x bằng 0 ấy và x bằng 4/3 là nghiệm của f(y) bằng 0, đúng không? F(y) bằng 0, các bạn chú ý này. Đồ thị f(y) cắt trục ngoành tức là f(x) bằng 0, bằng 0 là cắt trục ngoành mà. Tại hai điểm có hoành độ x bằng 0 và x bằng 4/3, có nghĩa là x bằng 0 và x bằng 4/3 là nghiệm của phương trình này nhá, là nghiệm của phương trình này. Được chưa? Như vậy từ đây ta suy ra nào, thấy x bằng 0 vào, thấy x bằng 0 vào. X bằng 0 thay vào đây ta được là x bằng 0 thì đây là 0 cộng với 0a cộng b thì bằng 0. Đó, thấy x bằng 0 ở phương trình này. Tiếp theo, thấy x bằng 4/3 vào phương trình này. Thấy x bằng 4/3 vào phương trình này ta được. 3 nhân 4/3 bình phương nó là cái gì nhỉ? 16/3, 16/3. Cộng với 4/3 thì vào đây là 8/3a. Và cộng với b thì bằng 0. Rồi. Như vậy hệ này thì chẳng lẽ lại không bấm được ra. Nghiệm thì người ta lại cười cho. Như vậy thì chúng ta có hệ này. 0, 1, 0, 8/3, 1 và trừ 16/3. Như vậy a bằng trừ 2, b bằng 0 nhé. A bằng trừ 2, b bằng 0. Như vậy thì được a bằng trừ 2 và b bằng 0. Xong. Vậy là đã có được a và b, và khi có a và có b thì tức là các em có luôn cái fx và có luôn cái f phẩy đấy các bạn. Như vậy thì đồng thời chúng ta có cả hai luôn. Với a bằng âm 2 thì vào đây, như vậy là fx sẽ bằng x mũ 3 trừ 2x bình cộng 0, hết rồi. Đúng không nhỉ? Rồi. Với f phẩy, như vậy f phẩy đạo hàm ra 3x bình phương trừ 2, chốt. Vậy là ta có được fx và f phẩy nhá. Ta có fx và f phẩy. Thế khi có fx và f phẩy rồi, có fx và f phẩy rồi thì sao? Thì tính diện tích hình phẳng thôi. Thế bây giờ muốn tính diện tích hình phẳng ta phải tìm cận đã này, các bạn tìm cận. Đúng không? Tìm cận thì cho hai cái y bằng nhau, x mũ 3 trừ 2x bình bằng 3x bình phương trừ 2. Như vậy chúng ta được x mũ 3 trừ 5x bình cộng 2 bằng 0. Cận. Một trừ năm không hai. Ồ. À. Trừ 4x à? Ok. 4x, 4x. Rồi.
Không phải sai đâu, cố tình thôi, cố tình để xem các em có tập trung vào học không. Rồi, biểu dương các bạn đã phát hiện ra lỗi mà thầy đã cố tình sai nhá. Rồi, biểu dương các bạn nhá. Hôm nào đi ăn đám cưới thầy thì thầy sẽ bóc cho các bạn một con tôm. Ok. Rồi. X mũ 3 trừ đi 5x bình phương cộng 4x bằng 0. Như vậy nó là 1 trừ 5 4 0. X bằng 4, x bằng 1, x bằng 0. Rồi, x bằng 4, x bằng 1, x bằng 0. X bằng 4, x bằng 1 và x bằng 0. Thế thôi. Thì nếu ra được ba nghiệm, nếu ra được ba nghiệm thì mọi người sẽ có được lấy cái cận bé đến cận lớn nhá, cận bé nhất đến cận lớn nhất nhá, thì cái cận 1 này lỡ nhỡ thì vứt đi. Như vậy là diện tích hình phẳng lúc này sẽ bằng tích phân từ cận bé nhất là 0 đến cận lớn nhất là 4 của giá trị tuyệt đối hai cái hàm trừ cho nhau. Hàm này là x mũ 3 trừ đi 2x bình trừ đi hàm này là 3x bình phương trừ đi 4x. Đừng quên dấu trị tuyệt đối nhá. Một số bạn chủ quan không gõ trị tuyệt đối vào là sai hết luôn các bạn, là sai sạch kinh xanh luôn đấy. Chủ quan không có trị tuyệt đối là sai hết luôn đấy bạn. Hứa 3 năm rồi mà chưa thấy tổ chức đám cưới á. Chục năm nữa nhá, hứa chục năm nữa cho nó chắc. Thì bây giờ phải, bây giờ tôi hỏi, bây giờ đây là 71 phần 6 nhá. Tính M trên N à? 71 cộng 6 là 77 đúng không? C đúng không các em? Đấy, người ta bảo M bằng 77, 71, N bằng 7. Rồi 71 cộng 6 là 77 nhá. Thế bây giờ thầy hỏi các em nhá. Mỗi năm ấy, bây giờ đám cưới của mình ấy thì ngoài mời bạn bè đúng không? Mời bạn bè rồi thì mời thầy cô rồi thì mời đồng nghiệp đúng không? Thì mình lại còn phải mời học sinh nữa, bởi vì học sinh là cứ suốt ngày trả lời đúng thôi, suốt ngày trả lời đúng xong rồi lại cứ hứa hẹn là phải mời đi đám cưới. Thế nhưng mà cũng chính vì mời học sinh thì làm gì có tiền mà mời. Bây giờ mời 1.000 bạn đến ăn đám cưới thì cũng phải có tích đủ tiền để còn đặt 100 mâm chứ đúng không? 100 mâm là mỗi mâm 10 người mà. Đấy thì cũng phải tích tiền nhé. Thì mỗi năm nó cứ từng đấy người lên thì lấy đâu đủ ra tiền mà để làm mâm đám cưới. Thế nên là hoãn là đúng rồi, hoãn chục năm nữa giàu thì tính sau nhé. Nguyễn Thế Vinh, thầy có người yêu chưa để em giới thiệu chị gái cho thầy ạ? Để xem bạn Vinh này trông mặt mũi nào đã. À, cũng đẹp trai phết đấy nhỉ. Thì khả năng là chị cũng thuộc dạng là gọi là gì, nghiêng nước nghiêng thành ấy. Ừ, thôi không sao, bảo chị em khi nào cô đơn thì nhắn tin cho thầy nhé. Nào tiếp theo 45. Lúc ấy bảo rồi mà, ngày xưa yêu một làng nó mệt rồi, bây giờ thì các bạn này. Lại để em thác chị em vô các bạn. Thôi các bạn nào có chị gái thì giới thiệu thôi, còn có anh trai thì thôi nhá. Một số bạn còn định giới thiệu cả anh trai thầy thì xin phép các bạn là thôi nhá. Các bạn bảo anh trai mọi người đi cưới vợ đi chứ còn sao lại giới thiệu anh trai thầy nhỉ? Hơn nào, có 45 đi nhỉ? Một câu biện luận số vức. Nào thôi được rồi, làm câu 45 đây. Cho phương trình phương trừ 8z cộng giá trị tuyệt đối của m trừ 1 bằng 0. Tìm m, tìm m thôi, câu này tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt. Modulus Z1 cộng modulus Z2 là một số nguyên dương. Rồi modulus Z1, modulus Z2. Như vậy một lần nữa nó lại rơi vào bài tập biện luận phương trình bậc 2 số phức đúng không? Biện luận phương trình bậc 2 số phức. Rồi thôi buổi sau chữa Nam Định với Thái Bình nhá.
Ôi các bạn tập trung vào học đi. Mấy cái chuyện nam nữ các bạn nói ở đây nó không được hay ho lắm các bạn. Thật đấy, mấy chuyện nam nữ nói ở đây nó không hay ho lắm nhá. Nói đâu tí thầy bảo. Thế thì ở đây thì mình sẽ lại có hai trường hợp thôi đúng không? Để ra được hai nghiệm thì có thể hai nghiệm phức, các bạn nhớ là nghiệm phức thì vẫn tính cả số thực nhá. Số thực thì vẫn nằm trong tập số phức cả mà. Như vậy vẫn sẽ có hai trường hợp là trường hợp ra được hai số thực và ra được hai số phức nhá. Rồi, thế giờ phải tính delta cái đã, được không? Đầu tiên thầy sẽ tính cái delta đã. B bình trừ 4AC này, B bình phương là 64 trừ đi 4 lần AC là trị tuyệt đối của M. Thế bây giờ vì là hai nghiệm phức, nhưng hai nghiệm phức thì vẫn là hai nghiệm gì nhỉ? Vẫn là hai cái trường hợp số thực hoặc là số không thực. Được chưa? Thì đầu tiên thì trường hợp 1 là nếu delta dương, nếu delta dương. Delta dương điều kiện tức là gì? 64 trừ đi 4 lần trị tuyệt đối của m lớn hơn 0. Chuyển vế đổi dấu thì được là giá trị tuyệt đối của m trừ 1 sẽ nhỏ hơn 64 chia 4 là 16. Rồi, trị tuyệt đối nhỏ hơn 16 thì mọi người có được m trừ 1 sẽ nằm trong khoảng từ âm 16 cho đến 16. Thầy phải tìm điều kiện đã. Tức là lúc này m sẽ chạy vào khoảng từ âm 15 cho tới 17. Rồi, đấy là cái điều kiện để gì nhỉ? Sinh ra delta dương nhá. Thế khi đó thì chúng ta biết là một cái phương trình bậc 2 mà có delta dương thì tức là nó sinh ra hai nghiệm Z1, Z2 là hai số thực. Z1, Z2 là hai số thực. Đúng không? Rồi, bây giờ hai số thực này, số thực thì có số âm với số dương. Số thực thì có số âm với số dương, vậy nó là số âm hay nó là số dương? Thì tiếp theo, hãy chú ý về cái định lý Việt này, áp dụng định lý Việt này. Ta có tổng hai nghiệm Z1, Z2 thì bằng trừ B trên A. Trừ B ở đây là 8, trên A là 1. Z1 nhân Z2 thì bằng C trên A là trị đối của M trừ 1, mà trị đối thì cũng không âm đâu. Như vậy nhìn vào tổng hai nghiệm và tích hai nghiệm thì tổng hai nghiệm và tích hai nghiệm của cái này đều dương, đúng không? Tổng và tích của hai cái này đều không âm, cho nên hai nghiệm này chắc chắn là hai nghiệm dương rồi. Suy ra Z1 và Z2 là hai nghiệm dương, là hai số thực dương. Thế tại sao thầy lại phải cần nó là hai số thực dương? Thì khi mà nó là hai số thực dương ấy thì chúng ta không cần phải để giá trị tuyệt đối nữa. Các em thường đọc nó là modulus, nhưng khi nó là số phức thì mình đọc là modulus rồi. Nhưng khi nó là số thực ấy thì mình chỉ cần đọc nó là số giá trị tuyệt đối thôi. Như vậy lúc này ta đọc cái đề bài này là giá trị tuyệt đối của Z1 cộng giá trị tuyệt đối Z2. Nhưng vì Z1, Z2 là số dương cho nên là cũng chả cần phải trị đối nữa. Như vậy bằng Z1 cộng Z2. Trị tuyệt đối trong bên trong số dương cần gì đúng không? Mà Z1 cộng Z2 bằng 8 và 8 lại là một số nguyên dương. Lại luôn là một số nguyên dương, là số nguyên dương rồi. Như vậy chứng tỏ là trong trường hợp này là luôn luôn đúng, đúng không? Đây này, khi delta dương sinh ra hai số thực và hai số thực này cũng là số dương, vậy khi bạn bỏ trị đối ra thì bạn thấy là tổng hai nghiệm theo VS tổng hai nghiệm bằng 8. Vậy 8 này, tổng hai nghiệm này chính là một số nguyên dương đây rồi. Vậy trường hợp này luôn luôn đúng. Luôn đúng với mọi m nha. Như vậy luôn đúng với mọi m, đúng hơn đấy à, luôn đúng với mọi m thuộc cái điều kiện này này. Rồi như vậy từ đây ta suy ra có bao nhiêu số nguyên nào? M lớn hơn âm 15 là từ âm 14, nhỏ âm 17 là đến 16, thấy chưa? Nhưng mà ấy, M nó chỉ được chạy từ âm 10 thôi, dở hơi thế đấy. M chỉ được chạy từ âm 10 thôi. Như vậy đúng hơn đấy thì là từ âm 10 đến 16. Và có 27 số nhá. Rồi như vậy trường hợp 1 chúng ta có 27 số nguyên. Nếu delta dương sinh ra hai số thực thì nó luôn luôn là số nguyên, luôn đúng với mọi m. Ok, trường hợp 2. Trường hợp 2 đó là nếu delta âm. Delta không bằng 0 được bởi vì hai nghiệm phân biệt mà, hai nghiệm phân biệt thì không thể bằng 0 được, bằng 0 thì nghiệm kép rồi. Nếu delta âm thì các em còn nhớ delta âm thì chúng ta phải làm gì không? À, tìm điều kiện đã. Tức là điều kiện này. Trị tuyệt đối của m trừ 16
lớn hơn 16 đúng không? M trừ 1 lớn 16, đảo chiều thôi, delta âm này. Như vậy điều kiện sẽ là M lớn hơn 17 hoặc là M sẽ nhỏ hơn 15, âm 15. Đây là điều kiện đã nhá. Thế khi delta âm ấy thì thầy đã dạy các bạn nát vở trong các bài học trước đây rồi. Thì bài này không phải là bài đầu tiên thầy dạy các em. Thầy đã phải từng khoảng 20 câu này rồi. Thì nếu delta âm thì chúng ta phải đổi delta thành cái kiểu âm đúng không? Ta đổi delta đi. Delta thay vì viết là 64 trừ đi 4 này, thay vì viết delta là 64 trừ đi 4 chữ tối của m trừ 1 thì ta nhân tất cả với âm 1 này. Là 4 lần chữ tối của m trừ 1 trừ 64 và tất cả nhân với gì có biết không? Tất cả nhân với y bình. Chúng ta phải viết như thế để tí chúng ta căn delta ra cho nó dễ đúng không? Mình phải đảo dấu ở trong đi xong rồi nhân với y bình nó không đổi mà. Khi đó thì chúng mình sẽ tính. Đó. Tiếp. Nữa này. Có biết nữa là gì không? Khi delta âm thì phương trình sinh ra hai số phức là hai số phức liên hợp của nhau. Còn nhớ lý thuyết hay không? Delta âm nó sinh ra hai số phức liên hợp của nhau, mà hai số phức liên hợp của nhau thì đừng quên hai số phức liên hợp thì có modulus bằng nhau nhá. Có modulus bằng nhau nhá. Có nhớ không đây? Đấy. Như vậy là Z1 cộng Z2, modulus Z1 cộng modulus Z2. Khi đó thì cái modulus Z1 cộng modulus Z2 thì thực ra nó là hai lần modulus của Z1 thôi. Hai lần modulus của Z1. Rồi, và hai lần modulus Z1 thì bằng nào? Z1 thì theo công thức nghiệm, công thức nghiệm của phương trình bậc 2 trừ b cộng căn delta trên 2a. Trừ b cộng căn delta trên 2a, nhớ lại nhá. Như vậy bằng hai lần này trừ b đâu rồi? B nó là âm 8 này, trừ b là 8 này. 8 cộng căn delta. Delta quái đâu nhỉ? Đây, delta đây nhá, tô vàng cho các bạn coi này. Như vậy căn delta sẽ là căn của 4 lần trị tối của m trừ 1 trừ đi 64 nhân với y, đúng không? Tất cả chia cho 2a, đó là căn delta đấy. Căn của cái này mà. Được chưa? Và rút gọn đi này, sẽ bằng 2 lần này. 8 chia 2 được 4 này. Cộng với chỗ này rút 4 ra ngoài nhá, rút 4 ra thì căn 4 là 2 không? Rút 4 ra ngoài căn 4 là 2, 2 chia 2 là đứt không? Như vậy bên trong còn căn của trị tuyệt đối m trừ 1 trừ đi 16 y. Được chưa? Rút gọn đi. 8 chia 2 là 4 này. Cái này rút 4 ra căn 4 là 2, 2 chia 2 là đứt này. Như vậy bên trong còn thế này. Và bây giờ thầy tính nốt modulus thôi, thầy tính nốt modulus này. Đây là modulus của số phức có phần thực là 4, phần ảo là cái căn này. Như vậy modulus là căn bậc 2 của thực bình cộng ảo bình, thực bình là 4 bình, cộng ảo bình thì mất căn. Ảo bình là mất căn. Và kết quả sẽ bằng hai lần căn của m trừ 1. Rồi, hai lần căn của chữ đối m trừ 1. 16 trừ 16 là đứt nhá. Đấy, và đây chính là cái biểu thức người ta yêu cầu là modulus Z1 cộng modulus Z2 đấy. Đây chính là biểu thức modulus Z1 cộng modulus Z2. Sau một hồi ta thay Z bằng trừ B cộng căn delta trên 2A vào. Ta thay Z bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. Đó, thì các em sẽ có được modulus Z1 cộng modulus Z2 bằng hai lần căn của chữ đối m trừ 1. Đó là biểu thức này. Và người ta bảo là cái số này phải là số nguyên dương. Nào, cái tổng này là số nguyên dương. Tức là đây là số nguyên dương. Hai lần căn của m trừ 1 phải là số nguyên dương. Thế khi nào nó là số nguyên dương? Khi nào thì hai lần căn của m trừ 1 tất cả bình là số nguyên dương? Đó là khi m trừ 1, trị tuyệt đối của m trừ 1 nó phải là số chính phương, đúng không? Nó phải là số chính phương, nó phải là bình phương đấy. Bình phương hay còn gọi là số chính phương đấy. Được chưa? Nó phải là số chính phương. Thì bây giờ ta xem m nó lại chạy trong khoảng nào. Thứ nhất. Nào bây giờ ta xem có những số chính phương nào đây. Cái này là loại nhá, cái này là loại này, tại vì m chạy từ âm 10 thôi, m chạy từ âm 10 cho nên m nhỏ hơn âm 15 loại này. Vậy m chạy từ 17. M chạy từ 17 thì có những số chính phương nào? Thì m trừ 1 có thể là những số nào? Đấy, thì liệt kê ra nhá. Nào, nó có thể là những số nào? Những số nào số chính phương đây? Số chính phương mà m phải lớn hơn 17 nhá. Này, m phải lớn hơn 17 nhá thì có những số chính phương là nào? Này các bạn chú ý cho thầy, m lớn hơn 17 điều kiện mà. Có những số nào số chính phương mà căn ra được 25 đúng không? Bao nhiêu?
Sao lại 26? M trừ 1 bằng 25. 5 bình 25, 6 bình 36, 7 bình 49, 8 bình 64, 9 bình 81. Sao? Như vậy ở đây chúng ta có 5 số nguyên dương. Và mỗi một số nguyên dương này cho 1 m thôi, vì lưu ý là m dương này, m nhỏ hơn âm 15 là loại đấy nhá. Thế như vậy m m dương, cho nên là thực ra số của m trừ 1 là vẫn là m trừ 1 thôi. Như vậy m bằng 26, m bằng 37, m bằng 50, m bằng 65 và m bằng 82, 5 giá trị của m, 5 số m nữa. Đấy, 5 giá trị của m. Được chưa? Đấy, muốn là số nguyên dương thì nó phải căn được đúng không? Thì bên trong này nó phải là 25, phải là 36, phải là 49, phải là 64, phải là 81. Mà hơn nữa các bạn phải nhớ cái điều kiện delta âm thì ra là m dương này, m lớn hơn 17 là m dương đấy. Còn m này loại rồi vì nó không thỏa mãn điều kiện từ âm 10. M dương thì chỉ có m trừ 1 bằng 25 đấy. Thế thôi. Như vậy là 5m. Vậy 5m ở đây cộng với cả 27m ở đây. Ở đây có 27m, ở đây có 5m thì mình có tổng cộng là 32m. Đáp án là A, 42A các bạn. 45A. Đấy, thì câu này cũng khá là cũng cũng được. Nói chung là không phải là dễ nhưng mà nói chung là cũng không hẳn là khó. Không phải là khó nhưng mà cũng không phải là dễ. Đấy. Vẫn hai trường hợp nhá, vẫn hai trường hợp cho thầy. Được chưa? Các em nếu mà chưa hình dung được thì phải xem lại. Đấy, chưa hình dung được phải xem lại. Nói chung là các em phải nhớ về lý thuyết. Khi delta âm thì sao? Khi delta âm ấy thì mình biến delta thành cái y bình đã. Sau đó thì mình tính nghiệm. Bao giờ mình cũng tính nghiệm z bằng cộng trừ b cộng căn delta trên 2a nhá. À. Ok. Rồi, hết 45 câu rồi. Có thêm câu 46 nữa không? Tại vì mục đích của ngày hôm nay là, mục đích của chuỗi đề này là gì đây này? Mục đích của chuỗi đề này là thực chiến lấy chắc 9 điểm. Ở đây có ai được full 9 điểm không? Đấy. Số chính phương thì căn nó ra mới ra số nguyên dương chứ. Thì chúng ta vừa giải quyết đề Nghệ An thì thầy bảo rồi, mình sẽ hướng đến mục tiêu 9 điểm. Thì còn phần còn lại thì dành cho, đây là những đối tượng là đối tượng học khá, học trung bình hoặc hoặc mất gốc thì cố gắng được 9 điểm. Còn đối tượng học giỏi thì tất nhiên vẫn phải tiếp tục làm, vẫn phải tiếp tục làm. Thầy giải hết rồi nhá. Chỉ là thầy không like ở đây thôi, chứ còn đáp án thì thầy đã giải xong rồi. Thì tổ tiên thì sẽ phù hộ cho các em, với những bạn này ấy, thì sẽ nhờ tổ tiên phù hộ cho các bạn những câu khó. Rồi lớp 46 nhá. Rồi lớp 46 vậy. Các bạn này. Các bạn biết nốt ở đây ấy, nốt ở đây ấy là thể hiện của cái gì không? Cái từ cứ nốt một cái là thể hiện của cái gì không? Các bạn có biết không? Thể hiện của bị nghiện rồi đấy, các bạn nghiện, chỉ có mấy thằng nghiện ấy nó mới bảo nốt ván này, xong rồi nốt điếu này, xong rồi nốt cái gì này. Cứ nốt nốt là biểu hiện của những người nghiện rồi các bạn. Thầy giải xong hết rồi nhưng mà thầy bảo rồi, chuỗi này là không dành cho mấy bạn thích là học vận dụng cao, chuỗi này là dành cho những bạn mà mất gốc, được chưa? Khá, thôi được rồi, khuyến mại nốt nhá, nốt thôi nhá. Mấy ông nghiện nhá, mấy ông nghiện này nốt thôi nhá, không không giải thêm đâu nhá. 46 xem ạ. Có bao nhiêu số nguyên dương x? Nguyên dương x tức là x lớn bằng 1, số nguyên dương này, và số thực dương y là y lớn hơn 0. Thỏa mãn điều kiện trên. Rồi. Câu này bị lỗi các bạn. Câu này là bị lỗi đáp án đấy. Câu này người ra đề là chưa phản biện. Câu này thì thầy đánh giá, thầy làm rồi, thầy làm hết đề này 50 câu, thầy chuẩn bị cho em, các em đáp án rồi cơ. Đấy. Trong file đề sẽ có đáp án. Nhưng mà đề này là chưa phản biện đâu. Đề này chưa phản biện. Vì sao chưa phản biện? Bởi vì là đề này ấy thì chỉ cần một dòng là ra. Câu này chỉ cần một dòng là ra. Không cần phải phương pháp. Không cần phải phương pháp gì. Đề lỗi. Vì sao nói là lỗi? Nhìn đây này. Các bạn nhìn thấy cái bất phương trình này nhá. Các bạn thấy y dương không? Y dương. Y dương này. Cái log này cũng dương. Vì cái thằng này lớn hơn 1 này, x đã lớn hơn 1 rồi đúng không? X lớn hơn 1 cho nên cái này lớn hơn 1 này. Cái này lớn hơn 1, cái này cũng lớn hơn 1, như vậy cả cái log cũng dương, cả cái log cũng dương. Đúng chưa? Đấy. Đây y dương. Cái log này cũng dương bởi vì cả cơ số lẫn phần lõi đều lớn hơn 1 cho nên cả cái log dương. Hai số dương nhân với nhau thì chắc chắn là dương. Hai số dương nhân với nhau chắc chắn là dương. Thế điều ấy nó dẫn tới cái gì?
Điều ấy nó dẫn tới một cái câu chuyện là trong cái bất phương trình này cái này là số dương thì mà x cộng với thằng này lại bé hơn 8 thì bắt buộc là thằng này thằng x phải bé hơn 8. Tức là thằng x phải bé hơn 8. Lỗi ở đấy này. Tại sao lại nói là lỗi? Đúng không? Thay vì số bé hơn 8 rồi cộng với số dương thì mới nhỏ bằng 8 được chứ. Chứ bố này mà lớn hơn 8 rồi cộng thêm một số dương làm sao mà bé bằng 8 được. Như vậy là x phải bé hơn 8. Mà x phải bé hơn 8 trong khi x lớn bằng 1, trong khi x lại lớn bằng 1 vì x là số nguyên dương. X bé hơn 8 và x lớn bằng 1. Như vậy ta có x chạy từ 1 đến 7. Thế thì có 7 số nguyên dương. Đáp án D hết. Lỗi chưa? Tối đa chỉ được 7 thôi, không cần phải giữ kiện này. Giữ kiện này có thu hẹp nữa ấy, thì cũng làm gì có ít hơn 7 đâu. Trong 4 đáp án này ấy, trong 4 đáp án này không có đáp án nào bé hơn 7 cả. Cho nên là chỉ có 7 là hợp lý thôi, làm gì có đáp án nào bé hơn 7. Đúng không? Thế cho nên là đề này chưa phản biện, nói chung là đề không được ấy lắm, đề nói chung là không được hay lắm. Thì câu này thì lúc mà thầy làm ấy thì thầy giải mỗi cái này thầy bảo ô thế này xong rồi thì chẳng lẽ nhầm đầu bài à? Thế cái này để làm gì? Đúng là để làm gì cả, tại vì rõ ràng là tối đa ấy cũng chỉ được 7 thôi. Tại vì thằng này có tìm thêm ấy thì cũng không thể được, tại vì đúng cho cả hai mà. Để lỗi mà các bạn. Thôi, đấy thầy bảo đã bảo nốt đi, mấy cái thằng nốt là mấy thằng mà nghiện rồi nhá, nghiện rồi. Được chưa? Mấy câu còn lại thì cũng có hai câu khó thôi. Trong này thì thầy làm hết rồi, có hai câu khó, thầy để đáp án cho các bạn luôn rồi. Nhưng mà có hai câu khó đây, thầy giới thiệu với các bạn. Câu này thì cũng là một câu chưa phản biện. Câu này thì chỉ có hai dòng là xong. Câu này vẽ đồ thị là xong các bạn. Câu này nó bị một cái làm tự luận thì nói chung là làm tự luận thì cũng mất tầm khoảng 6 dòng. Tự luận thì mất khoảng 6 dòng, nhưng mà còn nếu mà trắc nghiệm ấy thì mất có một dòng à. Đấy là vào vẽ đồ thị thôi, vẽ đồ thị xong phát là biết ngay giá trị nhỏ nhất của AB các bạn. Cái câu này ấy chỉ có một dòng thôi. Tự luận thì làm khoảng 6 dòng là đưa hết về một ẩn thôi. Đấy, nhưng mà các bạn phải biết vẽ đồ thị cơ. Ấy. Nốt nha. Nốt thôi nha các bạn nhé, không không đòi hỏi hơn đâu nha, hơn là nghiện nha. Rồi. A là điểm thuộc đồ thị e mũ x trừ 1. Vậy thằng này đi qua đường thẳng nào? X bằng 1 thì y bằng e mũ 0 là mấy? E mũ 0 là 1 à? Đi qua x bằng 1 y bằng 1. Đấy, x bằng 1 y bằng 1. Đúng không? X bằng 2 thì y bằng e. X bằng 2 y bằng e, x bằng 2 y bằng e, e là 2,7. Đấy thì cái đồ thị này nó đi như thế này. Cái máy này không vẽ được đường cong. À đây, lại vẽ được này. Nào nha. Rồi đấy. Thì đây chính là cái đồ thị y bằng x e mũ x trừ 7, e mũ x trừ 1 được chưa? Đồ thị len này có tiệm cận đứng là x x lớn hơn 1, như vậy tiệm cận đứng là x bằng 1, vẽ từ 1 sang này. X bằng 2 thì y bằng 0, x bằng 2 y bằng 0. X bằng 2 y bằng 0. Nó có một cái tiệm cận đứng nhá, là x bằng 1 đấy. Bạn phải viết vẽ đồ thị logarit cơ, bạn viết vẽ đồ thị logarit đây, có tiệm cận đứng x bằng 1 này. X bằng 3 thì y bằng len 2 là mấy nhỉ? 0,69 à? 0,69 x bằng 3 y bằng 0,69 đây à? X bằng 4 len bộ len 3 là bao nhiêu nhỉ? 1,09 này, x bằng 4. Đây. Thì cái đường cong này nó đi như này. Nói chung là cái bút này nó vẽ đường cong nó hơi khoai. Ở đó. Chưa đúng lắm đâu nhưng mà thôi kệ tạm. Đồng biến nó phải đứng đi lên. Cái nhà. Nào. Rồi, tạm vậy nhá. Đấy. Thì đây chính là đồ thị loga, đúng không? Rồi. X bằng 2 y bằng đây đây đây. Đó, đây chính là đồ thị loga. Thế bây giờ người ta bảo là AB ở đâu? Thực ra chưa đúng lắm, cái này nó phải cong xuống đây nữa. Nó phải đi qua mấy cái dấu chấm này, thầy không biết bút này chỉnh kiểu gì. Rồi, tạm vậy. Vứt vứt luôn mà thì lúc bây giờ ship lúc nãy tặng iPad thì ship iPad luôn, thì ship luôn cả cái bút này vứt luôn đi.
Thế bây giờ tìm A và B, tìm A và B. Đấy, tìm A và B trên một cái ở trên đồ thị này và một cái trên đồ thị này, sao cho AB là nhỏ nhất. Thì nó ở chính là cái đoạn này chứ còn gì nữa. Thì mắt thường cũng nhìn thấy. Thì chắc là nó ở đoạn này đi. Thì nếu mà làm mắt thường ấy thì các bạn sẽ dự đoán khoảng nó khoảng khu vực này đúng không? Thì đo ra là xong chứ các bạn. Đúng không? Đo ra là xong thôi. Đấy khoảng đây thì đấy. Thì tức là nếu mà các em vẽ đúng đồ thị ấy, tại vì cái này nó cong lên ấy, thực ra thầy thầy vẽ bút này nó không đúng lắm, nó phải bị cong lên ấy. Thì tức là càng ngày nó càng bị ưỡn lên ấy, các bạn hình dung không? Đây này, vẽ đồ thị đúng được ngày nó ưỡn lên này, đấy. Ngày cũng ưỡn lên này. Đấy. Thì cái chỗ này là sẽ là chỗ hai đỉnh này, đấy. Hai cái vị trí ở chỗ tiệm cận đứng cái này sẽ là cái vị trí. Và đây là một, đây là một này, thì vậy đây là căn hai này. Thì đấy chính là AB đấy các bạn. Như vậy AB là căn hai thì đấy là nếu mà các bạn làm mò, nếu nó làm theo phương pháp mò ấy thì các bạn sẽ ra được như thế. AB bằng căn 2 tức là A bằng 0 còn B bằng 1. A bằng 0 và B bằng 1. Đấy thì là xong thôi. Như vậy A cộng B bằng 147A thì đấy là nếu mà các em làm theo phương pháp mò thì cái AB ở đấy là ngắn nhất. Tức là khi mà mình vẽ đúng đồ thị ấy, mình vẽ đúng đồ thị. Đây thì bạn có thể lên Google ấy, bạn gõ cái vào cái trang d1.com ấy. d1.com thì các em vẽ đồ thị ra là các em thấy d1 thì phải vẽ đồ thị thì các em nhập cái hàm này với cả nhập cái hàm này và các bạn sẽ thấy là cái chỗ này là cái eo bé nhất của nó, cái eo bé nhất. Thế còn bài này làm tự luận thì cũng không khó lắm, thì thầy bảo 6 dòng thầy đã làm cho các bạn rồi. Thì trước hết là các em sẽ chứng minh được, ta dễ dàng chứng minh được là hai đồ thị này sẽ đối xứng với nhau qua cái đường thẳng này, chứng minh ngon lành nhá, vì là tập hợp những cái trung điểm ấy, tập hợp những cái trung điểm luôn nằm trên đường thẳng này, tập hợp những cái hai cái điểm bất kỳ ấy luôn có trung điểm nằm trên đường này, cho nên là hai đồ thị này luôn đối xứng nhau qua đường thẳng này là y bằng x trừ 1. Đấy, xong rồi các em quy tất cả cái này về một ẩn, về một tham số thôi. Thầy gọi một điểm bất kỳ, thầy gọi một điểm bất kỳ, thuy về tham số. Nói chung là cái bài này nó không khó nhưng mà nó không đúng mục đích bài này lắm nhá. Còn quý lắm thì sẽ up note cho các bạn phần mấy câu còn lại lên YouTube nha. Thế thôi. Thế còn hôm sau thì mình chọn đề nào nhỉ? Hôm sau mình chọn đề nào đây nhỉ các bạn nhỉ? Nam Định, Bắc Giang, Thanh Hóa hay Vĩnh Phúc nào? Hay là còn Thái Bình nữa đúng không? Các bạn chọn nốt một đề để hôm sau làm luôn đi. Rồi. Khổ. Nó dễ nhưng mà cái đấy nó dài, các bạn không hiểu à? Chỉ là sao chép thôi mà, gõ lại cái trục thôi. Vì nó có hai bảng thì không còn đủ giấy mà vẽ đâu các bạn. Không phải mệt thật, mệt thật. Ok được rồi, thôi cứ biết thế nhá. Bắc Giang đã bảo từ đầu rồi là chữa đến thế thôi, các bạn cứ bắt thầy chữa thêm, đã bảo mấy ông nghiện làm hết rồi. Đáp án tôi sẽ kèm lên kênh YouTube nha, đáp án tôi sẽ kèm lên kênh YouTube cho các ông được chưa. Chữa cái này tôi nói chia sẻ là chữa 4 câu cuối phải mất thêm 1 tiếng nữa. Chữa 4 câu cuối phải mất thêm 1 tiếng nữa, vừa chữa vừa giảng mất thêm 1 tiếng nữa các bạn. Cái ông Lê Huỳnh Việt Trinh này cứ đi dép cho bụng tôi ấy nhỉ. Rồi rồi, chúc các em ngủ ngon nhá. Rồi sẽ clip đều nha, cứ clip đều các ông đừng nghiện quá là được, clip đều nha. Ok. Thôi, tạm biệt các bạn nhá, tạm biệt các em nhá, tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp các bạn trong những ngày sắp tới thôi. Nói chung là tháng 6 này mình sẽ live với nhau nhiều nhá. Tháng 6 live với nhau nhiều. Ok chưa?